dơ. Nữ thì ít ở dơ lắm, không ai dơ đâu. Em thấy phụ nữ bây giờ cũng ở dơ nhiều lắm. Không có là nhai. Có không? Mời bạn nam. Mời đi bạn. Rồi bây giờ hai bạn đã có mặt trên sân khấu rồi. Xin mời bạn nữ giới thiệu về mình. Dạ em xin tự giới thiệu, em tên là Như Quỳnh. Năm nay em 25 tuổi. Hiện thì em đang là kiểm nghiệm viên, làm việc tại Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm thuộc Sở Khoa học Công nghệ thành phố. Quê của em thì ở Gia Lai. Và em học tập và sinh sống ở thành phố này thì đến nay cũng được 7 năm rồi. Em kiểm định là kiểm định gì? Trách nhiệm chính của em là kiểm nghiệm dư lượng thuốc thú y, dư lượng kháng sinh ở trong thực phẩm, trong rau củ quả, trong thịt hoặc thủy hải sản. Cái này giờ quan trọng lắm á nha. Rồi. Đang trong một điểm nóng về an toàn vệ sinh thực phẩm thì dạ, nhiệm vụ của bạn rất là quan trọng. Mời bạn nam giới thiệu. Em tên là Nguyễn Hữu Lý, 30 tuổi, công tác tại công ty môi trường công nghệ Công Thành. Em làm tại bộ phận tổ chức nhân sự. Em cũng đến từ Gia Lai. Gia Lai luôn. Ồ. Dạ. Wow. Là đồng hương ha, chúc mừng cái đi. Một bạn làm bên môi trường, một bạn là kiểm định về môi trường. Cái này cũng có thể có phù hợp. Bạn nam vào đây lâu chưa? Đôi khi nó xảy ra căng thẳng, mâu thuẫn nha. Dạ, em vào đây được 10 năm rồi ạ. Rồi, mình giới thiệu điểm mạnh, điểm yếu của mình. Dạ, em nói về điểm mạnh của em trước. Tại điểm yếu mà kể thì hơi nhiều. Em tự nhận thấy mình là một người khá là hòa đồng, ham học hỏi. Về nữ công gia chánh thì nói chung là cái gì em cũng biết một chút chút. Cái gì không biết thì em sẽ học để biết. Rồi, điểm yếu dài dài. Có lẽ điểm yếu lớn nhất mà em tự cảm thấy ở bản thân mình đó là em hơi nóng tính. Thì cái gì mà em cảm thấy không thích hợp, không đồng quan điểm, mình sẽ đấu tranh bảo vệ cái chính kiến của mình. Cho nên thì đôi lúc thì cũng hơi thô lỗ một chút xíu. Thật ra bảo vệ chính kiến của mình thì tốt, để mình lựa lời mình nói sao để mình không mất lòng nhau khi mình vẫn giữ được cái quan điểm của mình thôi. Nhưng mà bạn, lý do tại sao bạn lại đến với chương trình ngày hôm nay? Cái môi trường trong công ty em thì cũng là các anh chị đã phần lớn đã có gia đình hết rồi. Đi làm xong rồi buổi tối về thì em đang còn học. Em hiện tại em đang học thạc sĩ. Sao học hoài vậy, lấy chồng đi. Dạ tại vì em có tham vọng trong cuộc sống rồi chị. Giờ lấy chồng, chồng cho đi học nữa rồi sao? Bắt ở nhà nữ công gia chánh rồi đẻ con nuôi con thì tính sao? Cũng do vậy cho nên là em cũng không tìm được người phù hợp với em từ trước đến giờ đó. Giờ để bạn gái giờ đi học hoài rồi bạn trai có cho không? Là ủng hộ anh. Em ủng hộ đúng không? Em chở đi học luôn. Em chở bạn ấy đi học được. Bạn nam thì sao? Tại sao không tự tìm được bạn gái cho mình? Trước đây em cũng ham chơi, cái thứ hai là em cũng khó. Tư tưởng của em thì không bao giờ yêu người trong công ty cả. Ăn chơi gì bạn? Em ham vui ấy chị, em dành thời gian cho bạn bè thân nhiều hơn. Bạn bè đồng nghiệp đi nhậu nhiều hơn là có một người bạn gái. Bạn trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Mối tình thì chắc là em cũng không nhớ. Trước đây chỉ là những cái mối quan hệ nó bắt đầu tìm hiểu hoặc là đi sâu hơn thì cảm thấy không phù hợp thì thôi. Bạn có một mối tình nào sâu sắc chưa? Hồi cấp 3 em yêu đơn phương thôi. Trời ơi, quen kia tùm lum mà không đâu vô đâu hết trời. Bạn nữ mình có bao nhiêu mối tình rồi? Thích thì có thích một hai bạn, nhưng mà những cái bạn mà em thích thì không có thích em, còn những người mà thích em thì em lại cảm thấy không như là mới vờn qua vờn lại thôi chứ chưa có mối tình chính thức đúng không? Em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em mong người bạn trai của em phải là một người chín chắn, có mục tiêu, có hoài bão cho cuộc sống. Điều gì em không thích ở người đàn ông? Em không thích nhất là người mà không được mạnh mẽ cho lắm. Thứ hai là em không thích người hay ghen. Bạn trai có ghen không? Em ăn ớt nhiều mà em không có ghen chị ơi. Thiệt không? Chưa có mối tình nào, chưa biết ghen hay không đâu. Em tìm cho mình một người phụ nữ thế nào để có thể hợp với mình? Em nghĩ là bạn ấy phải là người sống cũng có nguyên tắc cho bản thân, có những cái mục tiêu của riêng họ, tức họ sống có lý tưởng. Về bạn ấy thì có lẽ là gọn gàng, sạch sẽ. Em không thích người lười, ở dơ. Phụ nữ thì ít ở dơ lắm, không ai ở dơ đâu. Để đàn ông thì có thể ở dơ, phụ nữ không ở dơ đâu, yên tâm đi. Em thấy phụ nữ bây giờ cũng ở dơ nhiều lắm. Không có là nhai. Có không? Không. Thì ơi, câu này nghe sốc quá. Nói sao, nói lại nghe. Tức là em thấy các bạn nữ ấy, bây giờ đi ra ngoài đường ấy thì các bạn rất chi là đẹp, rất chi là xinh, nhưng mà tuy nhiên về nhà hoặc là về phòng các bạn ấy thì lại không được như khi các bạn ra đường. Sao em biết? Trước đây thì em có thuê một căn nhà nguyên căn, em share lại cho các bạn sinh viên để thuê á. Em suốt ngày phải đi sửa cống rồi nước rồi. Đúng rồi, mấy cái đó mình phải sửa chứ, nữ người ta sao ta sửa nữ được. Người ta xài, người ta đâu có biết sửa đâu. Không, nhưng mà ý là qua đấy thì em mới nhìn thấy là xả xuống nuôi cống tùm lum bây giờ. Mấy người nào ở ngoài đường càng đẹp về nhà càng dơ. Dạ. Càng sạch về nhà càng dơ. Đó là em cần cần báo. Này không có nha, này tôi
Không, tuy nhiên là nó không phải mặc định cái tư tưởng như thế. Không có đâu. Chị lúc nào ngoài đường cũng đẹp nè. Dạ. Lúc nào cũng sạch nè. Tại vì là chị lớn tuổi rồi. Ồ, vậy lớn tuổi không có dơ mà trẻ tuổi là dơ. Ủa bạn đang khen tôi hay đang chê tôi vậy? Tự chị nghĩ thôi. Hay quá ha. Bạn dơ hay bạn sạch? Em nghĩ em sạch, em gọn gàng. Có tật xấu gì không? Em nhiều. Ví dụ? Em đặc biệt sợ rắn. Em ghét rắn. Rắn vô nhà mới vào. Em không biết nhưng mà em ghét. Còn gì nữa không? Tật xấu gì nữa không? Game online thì em lại không biết chơi. Em chủ yếu biết đào vàng với bắn vịt. Gian dễ sợ. Không hiểu sao. Em thấy bà Mai sao? Nhìn già lắm mà chị. Nhưng nãy em nó hơi già, lớn tuổi không? Lớn tuổi em. Lớn là già chứ còn gì nữa. Cây cao bóng cả mới dài. Để xem coi đàn gái thế nào nha. Wow, chào em. Dạ. Một nụ cười rất là tươi ha. Anh thấy anh này như thế nào? Sao em thấy anh ham chơi quá à? Không ham chơi. Thấy chơi vui tí thôi. Anh đang làm việc. Anh làm cái công việc nhân sự là rất là chững chạc nha. Rất là khó tính nữa đó. Không khó tính mà em cũng khó tính, hai người khó tính không biết sao. Không, em không khó tính đâu, nhìn thấy em không khó tính đâu. Nãy giờ em đánh giá qua câu chuyện nãy á, em thấy em ở đây chín chắn không? Dạ có. Có khát vọng không? Dạ có. Có nguyên tắc không? Dạ có luôn. Vậy là được rồi. Vậy là ổn rồi. Những lúc rảnh rỗi thì em hay làm gì? Sở thích của em là gì? Em có nhiều sở thích nhỏ nhỏ của con gái lắm chị. Thêu thùa may vá, rồi vẽ tranh. Em cũng có học đàn. Sở thích nhỏ nhỏ là gì? Sở thích lớn lớn? Dạ, sở thích lớn lớn thì em rất là thích hoa. Lúc thời gian rảnh thì em cắm hoa để cho tâm hồn mình thoải mái, thư giãn sau khi mà mình học tập căng thẳng như chị. Ngoài ra thì em cũng thích nghiên cứu về mấy cái loại độc dược, hóa chất, những cái nguồn thực phẩm, những cái nguồn thực vật hay là động vật tự nhiên mà nó có các cái chất độc luôn. Để chi? Thứ nhất là mình để mình phòng tránh cho bản thân. Tại em cũng hay thích đi du lịch khám phá. Thế nhiều khi em thấy em vô rừng mà giả sử em bị lạc đường ấy, cái không biết mình ăn cái gì thì sống được hết á. Tự nhiên em ngồi em nghĩ thì em bắt đầu em cảm thấy em ham muốn em tìm hiểu về những cái loại thực vật đó, những cái độc chất gì trong đó để mình tự bảo vệ bản thân mình. Thứ hai đó là cái đam mê nghiên cứu của em luôn. Hôm nay em có đi với ai không? Em đi với các em đồng nghiệp ở công ty. Em đồng nghiệp. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Rồi, chào em. Chào chị Quỳnh. Hồi nãy chị nói là anh Lý mê chơi, anh không mê chơi đâu chị. Anh là về công ty em thì anh rất giỏi. Anh là luôn kiêm luôn tất cả vị trí trong phòng nhân sự. Anh là người quản lý, thậm chí là anh còn sắp xếp công việc rất chu đáo. Nhìn anh khó tính vậy thôi, chứ mà anh rất dễ tính. Thậm chí mà chửi vô mặt anh cũng cười nữa. Anh thấy hai người thế nào? Tính cách hai người? Hợp. Tại vì chị bên đây có chính kiến, anh Lý cũng rất có chính kiến. Nhưng mà chị phải giữ lên. Chị phải chửi vô mặt vậy đó. Ủa mà sao trong công ty nhiều bạn nữ vậy mà sao ảnh ế? Bởi vì nữ đẹp quá nên nó ế đó chị. À vậy là ý nó ảnh xấu đó, phải không? Đàn gái nói xấu đàn trai quá nha. Chứ sao? Đàn trai người ta ngon lành lắm à. Rồi cảm ơn bạn. Hôm nay mình có đi với ai theo mình không? Dạ em có đi cùng với lại trưởng lớp của em và một số người đồng nghiệp cũng như bạn thân của em. Em chào chị Quỳnh Linh và anh. Anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường à. Chào bạn. Em sao là... chị không sao đâu. Em là trưởng lớp của Quỳnh. Tính cách của Quỳnh rất là năng nổ, nhiệt tình và giúp đỡ những cái bạn đồng nghiệp trong cơ quan. Quỳnh rất là khéo tay, văn nghệ thì Quỳnh cũng tham gia rất là tốt. Rồi, cảm ơn hai. Rồi, cảm ơn bạn. Hai bên đàn trai đàn gái. Bây giờ mình kéo màn cho hai bạn gặp nhau. Gặp nhau là hát nha. Cái gì đến? Giấu tài nữa. Kéo màn lên. Mời hai bạn. Em đang suy nghĩ gì? Dạ hả? Em đang nghĩ không biết anh thấy em thì anh thấy sao ạ? Anh nghĩ là ổn. Dạ ổn là ổn, nó có nhiều mức độ, nó là thấp hay nó là trên ạ? Anh chưa định nghĩa được, nhưng mà tuy nhiên thì anh cảm thấy vui. Thứ nhất là em cùng quê. Má anh thì luôn luôn khuyến khích là lấy vợ cùng quê. Sở thích của anh thì trong thời gian rảnh thì anh hay làm gì ạ? Rảnh thì anh thường hay chơi với bạn bè, đi dạng đi bụi, đi phượt nếu dài ngày. Còn không nữa thì ở nhà, dọn nhà, nội trợ. Anh thích ở cuối tuần ở nhà tổng vệ sinh, sau đấy rồi đi siêu thị rồi mua cái gì đấy rồi về gọi một hội tới là bắt đầu lại ăn nhậu đập phá. Bình thường anh có hay chơi thể thao không ạ? Hồi đi học thì anh đội nào thì đội đấy thắng, nhưng mà bây giờ thì anh đội nào là đội đấy thua.
vào cái chuyện hẹn hò thế nào, nếu mà quen nhau hẹn hò thế nào. Bạn nữ hát bài trước đi. Em xin hát một đoạn ngắn ngắn coi như là món quà tặng anh nhân lần đầu gặp gỡ. Rồi. Tuổi trẻ là những ước mơ, tuổi trẻ là những đam mê, ấp ôm bao giấc mơ yêu tuyệt vời. Hơn dần rồi sẽ qua mau, ngày mai bước trên con đường, anh dương bừng sáng phía chân trời xa. Thôi nói chuyện hẹn hò đi, nào. Nếu như mà em tiếp tục học lên nữa, thì anh có thông cảm cho em không? Cái điều đấy anh nghĩ là anh khuyến khích. Tại vì anh làm trong nghề này thì anh gặp cũng rất nhiều các bạn đi xin việc và cũng hiểu về cái trình độ học vấn và các bạn đi học như thế nào. Rồi, hết thời gian. Nãy hứa là đưa đi học rồi mà, lo gì nữa, hỏi gì nữa. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. Suy nghĩ thật kỹ, xem cảm xúc của mình hiện giờ như thế nào, có chút rung động xao xuyến nào hay chưa. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi, cảm ơn bạn. Như vậy là bạn nữ không bấm nút. Bạn có thể cho biết lý do? Có lẽ là em vẫn hơi run nên vẫn chưa được thuyết phục lắm. Em nghĩ là vẫn có thể là bạn bè. Và nếu như trong một thời gian nói chuyện với nhau hiểu rõ ràng hơn thì mình có thể sẽ bàn lại đề tài này sau đó. Được. Dạ. Gì cả. Chúc hai bạn sẽ tìm ra được một nửa yêu thương của mình. Thay mặt chương trình gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa của mình. Anh ơi, vậy mỗi tháng anh sẽ đưa cho vợ anh bao nhiêu tiền vậy? Đưa vợ cho hết lương. Có chắc không đó? Chắc chắn luôn, anh sống bây giờ là vì gia đình. Có thể trong một khoảnh khắc nào đó chúng ta chưa làm cho đối phương yên tâm về mình. Thôi chấp nhận như vậy, bởi vì không phải cặp đôi nào cũng đồng ý hẹn hò đâu quý vị. Mình thở ra một cái. Điều này hết sức là thiêng liêng chứ không phải lên đây muốn bấm là bấm, muốn không bấm là không bấm đâu. Chúng ta hy vọng là cặp đôi thứ hai sẽ đồng ý hẹn hò quý vị nhé. Nào, Hà Màn. Mời bạn nam. Rồi đi bạn. Chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường với tất cả các anh chị khán giả đang ngồi trước hình quay. Chào bạn gái bên kia nha. Mời bạn nữ, bạn gái chưa có ra. Thôi, bây giờ bạn gái có mặt rồi đó. Bạn sẽ giới thiệu gì mình cho bạn gái nghe đi. Vâng, chào bạn gái nha. Em là Dũng, năm nay 31 tuổi, quê Thái Bình. Đang làm trưởng phòng kinh doanh của công ty cung ứng răng sứ Diamond. Cung ứng gì? Dạ, răng sứ. Dạ, em ở Gò Vấp ạ. Gò Vấp, ở với ai? Dạ, em ở với hai đứa em. Rồi, bạn nữ, em giới thiệu về mình. Xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng chị Cát Tường và anh Quyền Linh cùng toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Em là Hải Âu, em mang trong mình hai dòng máu Hải Dương và Hà Giang. Hiện nay em đang sống tại quận 7 ạ. Em vào đây lâu chưa? Dạ, em vào đây được 4 năm ạ. Em làm công việc gì? Em làm kế toán bán hàng, em bán trang trí nội thất ạ. Điểm mạnh, điểm yếu của mình? Em là một người vui vẻ, dễ hòa đồng với mọi người. Vui đâu, nãy giờ không thấy cười gì hết trơn, mà vui gì thấy mặt là căng chứ. Bạn nữa lên như này vui quá ạ. Vui lên, vui lên. Dạ, dễ rung quá. Rung quá, từ từ, bình tĩnh. Rồi, làm lại. Em dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh và có sở thích là hay tám chuyện. Ủa, ưu điểm là hay tám chuyện là ưu điểm mà hả? Cái đó ưu điểm mà hả? Cứ cho xem là một ưu điểm ạ. Trời đất. Rồi vậy nhược điểm là cái gì? Em hay nóng tính, em cảm tính và em hay cá tính. Khi em nóng tính thì đôi khi em không có kiềm chế được bản thân. Em tức giận nên là em xả ngay à? Xả là sao? Đánh đấm người ta hay là chửi rủa người ta hay là? Không ạ. Em có thể là tranh luận qua tranh luận lại rồi xong thôi à? Không sao, mức độ đó còn chấp nhận được. Bạn nam, bạn cảm nhận như thế nào với lời giới thiệu của bạn nữ? Dạ, em thấy bạn ấy khả năng là người nóng tính, nghe giọng nói. Bạn nữ là người Hải Dương đúng không ạ? Đúng rồi. Hải Dương thì rất là có nhiều ấn tượng và có nhiều kỷ niệm với mình. Kỷ niệm gì? Dạ. Đừng có nói quen một cô Hải Dương nha. Dạ chắc vậy ạ. Vậy luôn á hả? Dạ mới tình yêu. Họ hỏi thăm nhau vài câu phải có nhiều khi đụng hẹn á. Em ở Hải Dương ở đâu em? Em ở Thanh Miện anh ơi. Anh thì ở Thái Bình, ở ngay huyện Quỳnh Phụ ấy, sang Thanh Miện chắc cũng gần thôi. Đi qua cái đò Ninh Giang ha. Dạ.
Vậy thì anh em mình cũng cách nhau chỉ khoảng độ hai mấy ba mươi cây thôi. Cũng gần mà. Dạ gần mà. Từng yêu ai ở Sài Gòn chưa em? À, cũng có một mối tình rồi anh ạ. Vậy là em chia tay bao lâu rồi ạ? Cũng được 2 năm rồi anh ơi. Ừ, anh cũng vậy. Anh vào trong Sài Gòn cũng một mối tình và chia tay 2 năm mà. Sao hai người giống nhau vậy trời? Vậy thì em đã có ý định lập gia đình chưa? Em cũng có ý định rồi anh ạ. Sự nghiệp anh cũng bây giờ cũng gọi là tạm thời ổn định. Nói chung là chỉ chưa có nhà cửa ở trong này thôi. Còn mọi thứ thì cũng bắt đầu vào đi vào ổn định thì anh cũng muốn lập gia đình rồi. Và nếu như tìm được một người hợp ý mà yêu thương nhau thì sẽ tiến tới hôn nhân. Anh có khó tính không? Anh thì dễ tính lắm. Anh sống thì thoải mái, anh đi cũng nhiều cho nên là anh cũng hiểu được rất là nhiều vùng biển. Tính của anh thì rất là hòa đồng, vui vẻ. Rồi còn đi học thì anh cũng tham gia mọi hoạt động phong trào của trường. Anh là mẫu người tiết kiệm hay là tiêu pha? Tính của anh hơi toán tính cho nên là cái chi tiêu của anh hàng ngày thường thường là nó hơi gọi là thoải mái sông sinh ấy. Sông sinh á? Vâng. Thôi hát tặng bạn gái một bài đi cho nó sơm đủ đi. Rồi em thì lại hơi kém về cái khoản hát. Kệ nó, hát đại đi, đọc thơ gì đó. Em hát là cả khán phòng cười luôn. Kệ nó, cười vui mà. Dạ. Vậy thôi em cũng hát vài câu thôi. Đời anh cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Đời tôi cô đơn nên yêu ai vẫn chưa thành. Đời tôi cô đơn nên tôi đành đến đây. Tôi mong rằng chương trình hôm nay làm tôi hết cô đơn. À, chào chị Cát Tường, xin chào. Cô đơn hả? Dạ. Cô đơn hoài, yêu ai cũng cô đơn hả? Vâng, thì thế mới đến chương trình nè. Mai mốt yêu đừng hát nữa là hết cô đơn à? Dạ, đó em đến chương trình này là hy vọng em không phải hát nữa. Nhưng mà hát vậy là vui rồi, người ta cười quá trời, nó ủng hộ mình mà. Đó thì em nói rồi mà. Đúng rồi, thôi bây giờ nè, mình đã chuẩn bị gì để tới hôn nhân chưa? Nói chung là đám cưới như mọi người thôi, cũng không để cho bạn gái phải xấu hổ. Với em nói thật là sau này em lấy vợ thì khả năng chắc chắn là em sẽ để vợ quản lý kinh tế. Đấy là điều chắc chắn. Đúng rồi, chứ mình xài hoang phí quá làm sao mà có dư được. Đúng rồi. Nhưng mà nãy em nói cái công việc cụ thể chị chưa rõ nha. Dạ, công việc của em là làm bên kinh doanh, cung ứng về răng sứ. Cũng như răng giả, chị làm răng giả ở các nhà khoa thì bên em sẽ sản xuất ra. Mình không thích bạn gái ở cái điểm nào đi? Em thì thích con mẫu con gái truyền thống nhiều hơn. Em thì không thích bạn gái là ăn chơi đua đòi thôi. Với lại tóc tai lòe loẹ quá, sơn móng chân móng tay. Ví dụ như là bên xanh bên đỏ màu nọ màu kia. Bản thân mình có cái tật xấu nào hay khuyết điểm nào không? Tính em thì hơi lười giặt quần áo tí, hay mang máy giặt giặt. Bù lại được cái ưu điểm là em là biết nấu ăn. Chăm chỉ việc nhà. Nấu mai mốt nấu ăn cho vợ là được đúng, đúng không? Đúng rồi, em rất thích nấu ăn. Mình chốt lại là tiền bạc có thể là vợ giữ được. Dạ. Nấu ăn cho vợ được đúng không? Đúng rồi. Có cái gì khó nói ở đây không? Tại sao như gì vậy mà là ế? Thực ra cái mối tình đầu của em là người Hải Dương ấy. Gia đình bạn ấy thì không đồng ý. Khi đấy thì cái công việc của em chưa ổn định. Em cũng còn ham chơi. Và bạn ấy cũng đi lấy chồng. Thì đấy là để lại cho em cũng rất là sâu sắc. Nên là giờ mấy năm chưa? Sau em cũng quên rồi. Không, em thật sự em là quên rồi. Chắc bây nha. Giờ chắc chắn luôn. Và nếu như thật sự em quen bạn gái bây giờ thì em sẽ là yêu thương bạn gái bây giờ và chăm sóc bạn bây giờ. Bà, chứ không phải là sống về quá khứ. Đúng, chính xác, đồng ý. Được. Yeah. Trưởng phòng kinh doanh nói nghe cũng hay ha. Nói hay quá trời luôn á. Ví dụ như có người bạn gái không còn cái răng nào hết, có tài trợ trồng hết răng không? Dạ chắc chắn em làm hết luôn ạ. Có bạn gái nó anh ơi. Anh ổn tôi rồi, trồng mấy cái răng rồi. Được không? Miễn phí hoàn toàn. Và tôi coi thử. Rồi khám răng hả? Ôi chào em, trời ơi dễ thương quá. Còn nhiêu cái răng báo cho anh Linh biết kìa. Có 2 cái. Nhớ chuẩn bị răng nha. Bạn không thích gì vậy người đàn ông? Em không thích những người đàn ông nói xạo anh ạ. Tào lao nữa. Em không thích những người đàn ông gia trưởng và vung tay quá chặt. Chết rồi, cái này khó. Không, nhưng mà được cái anh nói là nếu mà lấy vợ thì anh giao tiền cho vợ giữ là được rồi. Anh ơi, vậy mỗi tháng anh sẽ đưa cho vợ anh bao nhiêu tiền vậy? Đưa vợ cho hết lương. Có chắc không đâu? Chắc chắn luôn, anh sống bây giờ là vì gia đình. Anh ơi, anh tuổi con gì anh? Anh Ất Xỉu, tuổi con trâu em. Có coi tuổi nữa hả? Hợp không? Hợp chị ơi. Em muốn hình mẫu người đàn ông của em như thế nào? Chỉ cần cao hơn em ạ. Ngoại hình thì nhìn cũng phải ok. Tính tình thì thoải mái, vui vẻ hòa đồng với mọi người. Chắc được. Hôm nay em có đi với người thân nào không? Đi với em ai để đi với chị gái và chị rồi. Dâu. Rồi chị nói cảm nghĩ của chị như thế nào về con? Em thấy anh bên này là được, cũng hợp với lại em gái của em. Tính cách rồi như là người này thì thấy là hợp rồi đó. Còn ăn thua là tí nữa màn kéo lên hai người. Nhìn nhau có ấy không thì đó là việc của hai người thôi. Chị nói là kéo lên được, không được thì kéo xuống thôi. Anh trai em đi với ai?
À, em đi với lại sếp của em là cũng như là người anh hai của em ở trong này ạ. Dạ, xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ. Và bạn Hải Âu. Tôi thấy là Dũng là một người cũng rất là rõ ràng, tính tình thì thoải mái, hoàn thành tốt những công việc. Chỉ có mỗi cái mà mỗi khi đi để tiếp khách thì tôi không hài lòng cái, bởi vì là sếp thì uống rượu kém rồi, Linh cũng uống còn kém hơn sếp. Thế sếp thì được có 3 chai, thì Linh thì là được khoảng độ 2 chai là bắt đầu là say trước rồi lúc nào. Thực ra thì Dũng nói thế nhưng cũng không phải là người hoang phí, cũng không phải là cái người mà chơi bời. Mà thực ra thì làm về cái vấn đề kinh doanh thì Dũng cũng xác định rõ hơn là về cái vấn đề chỗ nào cần phải chi tiêu và chỗ nào cần không. Chúc cho hai bạn có một sự khởi đầu tốt đẹp. Cảm ơn sếp. Cảm ơn sếp. Dạ, cảm ơn. Bây giờ kéo màn lên đi cho hai bạn gặp. Kéo màn. 2 phút thôi nha. Nhìn thật kỹ hỏi những gì cần hỏi nhất. Còn gì thắc mắc hỏi luôn nha em. 2 phút ngắn ngủi lắm nha, quyết định nha. Bắt đầu. Dạ chào anh. Cảm ơn anh rất vui hôm nay được gặp em. Em hay về quê không? Em có anh ơi. À, anh thì Tết anh về. Hy vọng là Tết năm nay anh em mình cùng về ha. Anh ơi, nếu mà khi anh nhậu xong anh có nói nhiều không? Bao nhiêu cuộc nhậu ông chưa bao giờ anh biết say là gì. Bởi vì là anh không uống được và anh luôn biết cách từ chối. Nếu bạn gái nóng tính thì bạn trai làm gì? Em thì được cái em sống rất tình cảm và hòa nhã. Em thì luôn luôn biết cách làm dịu những người khác nếu người khác nóng tính. Ví dụ giờ bạn đang nóng tính thì em sẽ làm gì? Nói chung là anh sẽ không bao giờ cãi tay đôi lại với em và không bao giờ nóng lại với em. Có chắc không đó? Chắc chắn. Em thích một chút gì đó lãng mạn. Cái đấy thì có thể tạo ra được cho em. Thì anh thích cứ cuối tuần hai đứa đi chợ nấu ăn là. Nhận xét về bạn trai, cảm xúc của mình. Em thấy anh ấy không có cái gì đó hay hay. Rồi, hết thời gian. Rồi, mình để tay nút bấm đi anh. Đấy. Suy nghĩ nhá, suy nghĩ thật kỹ, quyết định. Rất nhiều cặp đôi đã kết hôn với nhau thông qua cái bấm nút đó. Sẵn sàng. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn. Như vậy là anh ta đã có duyên với nhau. Nào hãy nắm tay thật chặt. Cảm nhận thế nào hả em gái? Vẫn còn run anh ạ. Gửi tặng các bạn những chiếc vé xem phim. Em cảm ơn anh Quyền Linh. Chúc các bạn sẽ có những không gian lãng mạn để tìm hiểu kỹ hơn, để yêu nhau hơn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng cho các thương hiệu áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Cảm giác trong người mình thấy sao? Người lần lần vui sướng. Thầm mến sao hồi chưa nói người ta nghe. Chào bạn trai. Dạ chào chị ạ. Nãy giờ chị em mặt chắc hồi hộp lắm phải không? Dạ. Bây giờ Tường sẽ ra mời bạn gái của em vào nha. Dạ. Rồi đợi chị chút xíu. Rồi đến rồi. Rồi bây giờ mời hai bạn cởi mặt nạ ra nha. Bây giờ hai bạn hãy giới thiệu thật lớn cho đối phương có thể nghe được về những thông tin của mình nha. Dạ, xin chào chị Cát Tường và bạn gái bên kia. Em tên là Phương Tuấn Vinh, 32 tuổi. Em là người gốc ở Thành phố Hồ Chí Minh luôn. Thành phố Hồ Chí Minh luôn. Hiện giờ đang làm công việc gì? Hiện đang làm nhân viên bán hàng của một chuỗi cửa hàng thực phẩm tiện lợi, như siêu thị mini gì đó. À, siêu thị mini. Rồi, ok. Mời em. Xin chào chị Tường, mẹ cùng bạn. Tôi là Thùy Linh, nay 23 tuổi, ở Thành phố Hồ Chí Minh, làm giáo viên mầm non. À, quê Thành phố Hồ Chí Minh luôn hả? Dạ. Cưng? Điểm mạnh điểm yếu của hai bạn? Hiền, sống tình cảm, có trí nhớ tốt. Có thể nói là người mẫu đàn ông của gia đình. Wow, chắc không? Tốt hết trơn luôn hả? Có em ít có đi chơi bờ la cà ở ngoài. Có tật xấu gì không? Tật xấu là em ít nói, dễ tin người. Có bị ai gạt chưa? Có mấy bạn cũng hay đùa, em cũng dễ tin gì á. Cuộc sống vô cùng lành mạnh. Chắc là một chàng trai hiếm có trong thời buổi hiện nay. Thế còn em? Điểm mạnh em thì là hiền lắm, thích nấu ăn, hay quên. Trời ơi, nhưng không sao, không sao. Bên đây nãy nhớ nghe ưu điểm gì không? Nhớ dài, bên này hay quên, bên đây bù cho bên đây. Hay nói cấu kia, dậy lắm, hay bị lừa gạt lắm.
Cái gì kỳ vậy, bên đây cũng bị lừa gạt, bên đây cũng như bị lừa gạt là sao? Dạ, để tin người đó chị. Thấy người ta vậy mình giúp đỡ, mình cũng thấy không phải luôn. Vậy là bị gạt rồi. Dạ. Trời ơi, thương quá hai bạn này. Chắc yêu nhau phải có tôi đi theo làm quân sư quá, chứ để ra đường bị gạt hoài luôn á. Bây giờ về tình duyên. Tình duyên em chưa có một mối tình chính thức nào hết. Không dạ. Gia đình cũng chưa có điều kiện nên không thể dám quen. Trời ơi, có gì đâu mà không có điều kiện, thiệt tình luôn á. Đừng có bi quan như vậy. Giàu hay nghèo, người ta cũng được quyền khao khát một tình yêu, đúng không? Mình nghèo mình yêu theo kiểu nghèo, mình giàu mình yêu theo kiểu giàu. Chứ tự nhiên yêu mà không có điều kiện, sai rồi, cái suy nghĩ đó sai rồi. Bỏ, phải tự tin lên, nghe không? Còn gì nữa, lý do gì nữa? Thứ hai nữa thì trong môi trường cũng ít có cái đối tượng độc thân đó. Nhiều khi thấy cái đối tượng đó em thích, cũng vừa ý em. Nhưng mà bạn ấy đã có gia đình, là có người nhưng khác. Nhưng mà có thích phải không? Có rung động với phụ nữ đúng không? Có. Mà có tỏ tình với người ta không? Đã có rồi, mà bạn ấy không có sẵn sàng cho em cơ hội. Không sẵn sàng. Bạn ấy do chú tâm vào công việc. Để ý được mấy mối rồi? Mấy lần để ý được mấy cô rồi? Cũng hai mối rồi. Hai mối mà chưa có được gì đâu vô đâu hết. Dạ. Thương quá, 32 tuổi mà chưa có cái chuyện mối tình nào hết trơn rồi. Còn em sao? Còn em thì hồi năm 2017 thì có thích một anh mà tương phương thôi, chứ không phải là chưa có tình gì hết. Chứ bây giờ chưa có ai hết. Cũng chưa có ai luôn? Dạ. Thích thầm mến mà thôi, chưa nói cho người ta nghe. Trời ơi, nhưng mà dù sao bên đây cổ cũng mới 23 tuổi à. Cũng được, nhưng mà có hung chưa? Chưa. Chưa luôn hả? Nắm tay lên chưa nữa mà. Còn em vậy, có hung ai chưa? Dạ, cũng chưa luôn. Chưa luôn hả? Mà biết hung không? Dạ chắc biết à. Sao biết vậy? Thì em thấy trên phim tình cảm vậy. Thấy trên phim tình cảm. Mỗi lần mình coi trên phim tình cảm mình thấy người ta hung nhau và cảm giác trong người mình thấy sao? Người lần lần vui sướng. Lần lần vui sướng. Mới có thấy người ta hôn thôi mà mình đã lân lân vui sướng. Còn nếu như bản thân mình mà tự hôn nhau nữa thì trời ơi nó sung sướng. Chứ không phải là vui sướng mà là sung sướng nha. Vừa sung vừa sướng. Thích hôn không? Dạ thích chứ. Lát nữa bấm nút hẹn hò xong thì Tường cho hôn nha. Dạ. Mạnh dạn lên nha. Dạ. Rồi em sao? Rồi bây giờ mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Cao thêm một chút thôi. Không muốn thuốc. Không muốn rượu. Vô anh thì không thuốc biết không rượu. Làm việc nhà chút xíu phụ giúp em một chút. Chăm con. Chịu có phụ bà vợ làm việc nhà không? Nếu có vợ em sẽ sẵn sàng phụ vợ. Sàng phụ vợ giống như phụ mẹ thôi á không? Người biết cái hiếu thảo người lớn để hết rồi. Hiếu thảo lắm, đưa mẹ đi chơi không có thấy chưa? Những người đàn ông nói giờ chưa yêu bao giờ, khi người ta yêu người ta sẽ yêu say đắm lắm đó. Có những người một mối tình duy nhất là sống tới răng long đầu bạc luôn, rất là đẹp. Mà hai bạn lấy nhau là thành làm mối tình đầu của nhau nữa. Có điều gì em không thích ở bạn trai không, về ngoại hình? Không thích hả? Xăm mình nè. Thành hiền nhược, lắm. Trời nhuộm tóc nè. Đeo khuyên tai á. Rồi sở mũi của anh luôn. Thôi yên tâm đi. Được rồi, bên đây là anh nói hiền khô hà, làm gì có mấy chuyện đó. Thế còn em? Em muốn một người bạn gái như thế nào, người vợ tương lai mình như thế nào? Hiền, biết suy nghĩ, chăm sóc cho gia đình. Biết đối nhân xử thế, lễ phép với người lớn. Ngoài ra cũng có cái đầu óc mà suy nghĩ làm ăn. Em có muốn kinh doanh làm ăn gì không? Em hiện tại có mơ làm chủ một shop thời trang với nước hoa thôi. Mình chưa có điều kiện. Từ từ bây giờ mình cứ đi dạy thời gian. Tích góp vốn để dành rồi lấy chồng, rồi hai chồng phụ nhau mở cái shop nhỏ nhỏ. Lúc mình có con thì mình ở nhà, mình kinh doanh ở nhà, chứ mình đâu có đi dạy được, đúng không? Rồi, được không? Ổn không? Tiêu chuẩn của hai bạn, kinh nghiệm bà Mai của tôi ngồi đây là thấy ổn. Đâu có hình ảnh gì đem theo cho chị coi không? Đâu cho chị coi hình coi. Em tìm đi, anh ấy là ai? Ở đâu thì của em có hình đâu. Tìm đi, coi cô ấy là ai, đương nhiên không phải là cô dâu rồi. Anh ấy không có được gọi là ăn ảnh cho lắm, ở ngoài đẹp trai hơn nhiều. Em nghĩ bạn này. Rồi, giữ điện thoại đi nha. Bây giờ chị Tường sẽ mở cửa trái tim ra để cho hai bạn nhìn xem cái cảm giác đầu tiên của mình ha. Cái nhìn nhận ngày hôm nay, cái giác quan mình lựa chọn cái đối tượng có đúng hay không nha. Rồi, mở cửa trái tim nha. 1, 2, 3. Ai đúng ai sai nè, cho tôi biết kết quả coi. Em chào anh. Chào em. Anh thấy em sao? Anh thấy em cũng dễ thương, cũng khá xinh. Đúng không? Hay quá, anh đoán em đúng luôn rồi đó.
mà sao em rất trật. Nhưng mà anh công nhận là anh ở ngoài đẹp hơn trong hình không? Dạ cũng được, nhìn đúng được rồi, nhìn được đúng không? Dạ. Cũng là 5 năm trước. Năm trời ơi, hình 5 năm trước nó còn hơi thiếu ăn. Hai bạn á là nhát quá. Bây giờ chị cho hai bạn nắm tay nhau một cái đi. Cho nó có đuổi điện để chúng ta sẽ có nguồn cảm hứng nói chuyện. Chứ một hồi chị Tường đi ra ngoài cái đây hai bạn ngồi nhìn nhau không mà nhát quá đâu được. Đưa tay qua trái tim nè, xin nắm tay bạn gái nè. Cho anh xin phép. Cho cảm nhận 30 giây nha, nhìn vào nhau đi. Cho nó tự tin lên. Có điện chưa? Rồi, ngồi xuống, được rồi. Ủa rồi cái cuốn đó làm gì? Đó thấy chưa, tặng quà cũng quên nữa. Có cuốn sách này tặng cho em. Dạ, cảm ơn anh. Em cuốn quà tặng cho anh. Cuốn quà gì vậy cưng? Cái đèn đó chị. Cái đèn? Dạ. Ồ. Chúc anh luôn vui vẻ một chung một sống. À, dễ thương quá hả? Ủa là buổi tối nó mới lên đèn hả hay dạ. Sao? Rồi, khi nào đi trong bóng tối hãy nhớ em ấy. Nhà anh ở xa đây hay là gần? Nhà anh cũng ở gần đây, quận 4. Gần xa em rồi. Nhà em ở đâu? Ở Hóc Môn lận. Nói chung là xa đó. Cổ lo xa là ý là cổ đang lo cái chuyện là em không có tới để mà khi cổ cần đó, hiểu không? Thì vậy em trả lời sao cho cổ yên tâm cái vụ xa đi. Vấn đề xa hay không cũng không quan trọng. Nếu mà em có cần gì chia sẻ, anh cũng sẵn sàng tới. Đúng rồi. Xa gì đâu, trong thành phố Hồ Chí Minh gì đâu mà xa. Ở đây chị còn mai mối những cái cặp là ở khác tỉnh mà người ta vẫn đến với nhau được. Rồi mời hai bạn dùng bữa trưa với nhau. Hôm nay chương trình đã chuẩn bị cho hai em muốn ăn rất là ngon. Đó là cà ri gà của nhà hàng East West Brewing. Trời ơi, đói bụng rồi đúng không? Nhưng mà vừa ăn, vừa trò chuyện với nhau thật là thoải mái tự nhiên nha. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại cho hai bạn một không gian tự nhiên với nhau. Xin mời hai bạn. Mời em. Bình thường những ngày em rảnh rỗi á, em thường làm gì? Em ít lắm á. Tại vì em thường đi làm không ạ. Nhật thì em khi dịch ở trường, em phụ mấy cô đó. Rồi là ở nhà của ba mẹ, còn ít đi ra ngoài đường lắm. Ủa mà em tên gì quên rồi? Linh. My Linh. Linh. Linh à? Dạ. Anh tên Vinh. Ừ. Giống gần nhau. Em thấy món này như thế nào? Cũng vừa ăn lắm. Tại em lạc nó xuống mặn. Ngoài ra em có thích ăn vặt không? Cũng có, anh thích không? Cũng có ít thôi. Em thích trà sữa gì không? Cũng có uống. Còn anh thì cái gì cũng ăn được. Em thì kỹ làm hải sản thì ăn nhiều dướng á. Thích ăn nhưng mà ăn nên bị dướng nổi này ngồi hết trơn à. Anh chỉ không ăn được mấy món bún thôi. Sao kỳ vậy? Mấy món bún mắm, bún riêu, bún mọc gì. Không được hả? Gì ngọt vậy? Anh đang xem phim không? Có, anh thích xem phim. Anh thích xem phim như là hành động hoặc là kinh dị. Em thì thích tình cảm hơn, hài hước chút. Hài hước anh cũng thích. Em xem được phim kinh dị không? Cũng được, chứ không mà giờ sợ việc đó, giờ sợ ma lắm. Em sợ ma hả? Dạ. Thôi nhắc trang một chút. Anh thì không sợ ma. Quên ở đâu? Ở đây luôn. Ở đây luôn hả? Ngoài thành phố luôn. Giống em rồi đó. Thích đi gì về quê không á? Về quê anh chỉ thích đi phượt. Lâu lâu chở má đi phượt mấy cái tỉnh gần gần như Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu chơi gì đó. Gì gì tôi nghe đi chơi Vũng Tàu cho tôi đi với coi. Sao ăn ngon không? Dạ, ăn ngon không? Đang nóng hổi luôn ha, thơm ngon ha. Rồi bây giờ tôi từng hỏi là nãy giờ bàn gì được nhiều chưa? Đã tính tới cái chuyện ví dụ như lấy nhau sau này mình phát triển cái tương kinh doanh á, cái tương lai như thế nào? Có tính chưa? Em được tính là nếu mà sau này em thấy vợ mình có cái năng khiếu kinh doanh gì á, em sẽ thì cô nói cả. Rồi đó, cô nói là cô muốn là bán quần áo hoặc là nước hoa. Dạ, em cũng sẵn sàng hỗ trợ cho bạn ấy. Ừ. Có ngại làm dâu không? Dạ không chị. Ừ. Em cũng được á. Nấu canh từ kia cũng làm hết luôn rồi. Làm được hết luôn, miễn chỉ cần chồng phụ mình là được đúng không? Ví dụ khi mình làm một mình thì mình cũng buồn. À, bây giờ chị Tường sẽ cho tham gia vài cái trò chơi nhỏ nhỏ để tụi em có thể là hiểu nhau nhiều hơn. Hoặc là để tụi em có thể tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Tại hai bạn còn nhát quá, hai bạn chưa có tình trường, chưa có kinh nghiệm trong tình yêu. Bây giờ chơi nha, mời em một trước nè. Rồi. Cái gì mà cười lắm, đọc mà không dám đọc nữa. Bạn chứ. Nam bế bạn nữ trong vòng 30 giây, chia rồi. Sẻ cảm nhận. Bạn nam bế bạn nữ trong vòng 30 giây, chia sẻ cảm nhận. Rồi, ăn no rồi, đứng lên, mạnh dạn. Cái này kỳ quá anh. Đứng lên, tiến qua bên đây. Vòng qua bên đây. Rồi em gái đứng lên ở đây để cho bạn trai thực hiện.
30 giây chia sẻ cảm nhận. Biết bế là sao không? Biết bế sao? Nổi không đó? Cũng làm sao làm bồng ẩm cổng bế gì đó, em làm sao em làm? Dạ. Yeah. Cho anh xin phép nha. Thử sức em ơi, sức khỏe, sức khỏe. Biết bạn nhiều ký. Buông máy. Rồi, chết luôn. Coi chừng đập đầu người ta nha. Ô, ô, 30 giây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nhúng nhúng thử coi. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Thôi tự đếm đi, vừa ẩm vừa đếm luôn. Nhìn vậy mà cũng khỏe dữ ha. Thôi đừng đó, đưa đưa ra ngoài, đưa vậy được rồi. Đừng có đưa nữa, nhúng nhúng được rồi, nhúng ơi, khỏe dữ. Ô, trời ơi, thôi được rồi, được rồi. Quá khỏe, quá khỏe. Ổn ha, ổn ổn, về chỗ, hít thở được không em? Dạ được. Khỏe ha, còn có đứng lên ngồi xuống là được đó rồi, quá tuyệt vời. Cảm nhận em thấy như thế nào? Cũng khỏe, bạn ấy cũng. Cũng khỏe, ai khỏe? Em cũng khỏe. Ai cũng khỏe? Em khỏe. Em khỏe tự nhiên em nói người ta cũng khỏe. Người ta chỉ được ẩm chứ người ta có ẩm em đâu mà cũng khỏe. Rồi tới bên này, tới phiên em. Hãy đọc một đoạn thơ bất kỳ về tình yêu tôi nghe. Đọc thiếu rồi, nếu không đọc được bị phạt nữa đúng không? Đó, tôi cho bạn thử các bạn có khỏe không lại rồi tôi bắt cổng lại nè, ẩm lại nè. Rồi, biết thơ cho con nít không à? Thơ tình yêu biết biết không? Nào ai định nghĩa được tình yêu? Em có đọc một đoạn thơ mà không nhớ rõ lắm. Tình... Cố tiêu rồi. Tôi đếm từ 1 đến 5 nha, không được là phạt nha, đồng ý không em? Đúng không? Phạt là em lời, bảo đảm luôn nè. 1 2 3 4 5 bị phạt. Phạt bạn nữ bước qua bên đây. Qua đi rồi tính tiếp. Người ta ẩm mình 30 giây rồi phải không? Em ẩm lại thì kỳ quá, đâu có được, em đâu ẩm nổi. Bây giờ em hãy hung lên má anh ấy 30 giây. Rồi cảm nhận. Bắt đầu. Tôi cũng sẽ đếm. 1 2 3 4 5 hít vô. 6 7 cảm nhận đi, đếm thầm trong bụng đi. Thật quá, tôi cũng thích ai hùng từ 30 giây quá. Trời ơi, có anh nào ở đây không? Hết giờ. Về chỗ đi rồi nói cảm nghĩ. Vui rồi, hôm nay là tình yêu chấm nở rồi. Cảm giác sao cưng? Thấy vui. Em đừng nói chuyện, em có cảm nhận được gì không? Thấy vui. Thấy vui. Bây giờ á, hai bạn nhìn thẳng vào nhau. Hãy nói cho đối phương biết thật sự trong lòng mình đang nghĩ điều gì. À, em hôm nay gặp mặt em, anh cảm thấy em cũng dễ thương, cũng có gọi là sự gần gũi, cũng có thể chia sẻ lẫn nhau. Nếu cảm thấy được thì cho mình cơ hội để tiến tới xa hơn. Gặp anh đầu tiên thì thấy ấn tượng, rất là nhìn ấn tượng cái người đầu tiên á, rất là dễ mến, rất là gần gũi và thấy anh cũng thân thiện lắm. Nếu như mà anh thấy em dễ thương thì anh xin cơ hội kết bạn với anh. Sở dĩ chị Tường á tạo cho hai bạn cái cơ hội để tiếp xúc, không phải là ép hai bạn đâu. Hai bạn vui, chị Tường cũng rất là vui. Nhưng mà chị vui là khi mà chị yêu cầu em hình phạt cho em, mà chị hỏi cảm xúc, em trả lời là em vui là chị rất là mừng. Chị muốn làm như vậy là tại vì chị thấy hai bạn nhát quá. Mà nếu như mình không có trao đổi á, thì mình lại không cho cơ hội thì như vậy rất là phí. Cái cuộc sống mình á, đừng có để tuổi xuân nó trôi qua một cách lãng phí. Mà nếu tuổi xuân mà không có trải nghiệm với tình yêu thì thật sự là vô cùng lãng phí luôn. Đó là kinh nghiệm Duy Tường. Nên Duy Tường hy vọng là hai bạn sẽ cho mình cái cơ hội để làm gì? Để mình biết được những cái mùi vị của tình yêu nó hạnh phúc như thế nào. Đương nhiên không phải yêu là lúc nào cũng vui đâu hai bạn. Nó sẽ có vui, nó sẽ có buồn, có những cái cung bậc cảm xúc của tình yêu. Nhưng chúng ta phải yêu đi khi còn có thể. Đó là cái thông điệp chị muốn gửi đến các bạn nha. Rồi bây giờ chị Tường mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Cái nút bấm này rất là quan trọng. Hồi nãy giờ mình chia sẻ như vậy, nhưng bây giờ mình hãy tự cảm nhận về bản thân mình. Nếu mình thật sự đồng ý thì mình mới bấm nút. Mình thật sự mình muốn cho đối phương một cơ hội. Và khi bấm nút là chúng ta trở thành bạn trai, bạn gái của nhau để tìm hiểu nhau.
ha, chứ không phải là bấm nút để kết bạn, bấm nút để yêu nhau nha quý vị nha. Ha, không đồng ý thì sau 3 tiếng đếm mình lấy tay ra khỏi nút bấm. Nếu đồng ý thì mình ấn mạnh vào cái nút bấm này và giữ nguyên. Được chưa? Rồi nhắm mắt lại đi hai bạn. 1 2 3 Bấm chưa? Em có bấm không? Có. Đó, vậy mới là bấm nha cưng nha. Rồi, chúc mừng hai bạn. Tại chị thấy bạn gái bấm bấm hoài mà chưa lên. Rồi, mời hai em qua bên đây. Bây giờ, chính thức nắm tay nhau. Một nụ hôn để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Làm xin phép. Cảm thấy như thế nào? Thấy ấm áp. Cảm thấy ấm áp ha. À, với những gì mà hai bạn chia sẻ ở đây rất là chân thành và chị Tường cũng rất là vui và mong rằng là hai bạn sẽ cho nhau cái thời gian, cơ hội để tiến tới với nhau nhé. Nếu có tin vui thì báo cho chị Tường biết nha. Nhớ mình mới yêu lần đầu, có nóng giận, có gì mình cũng nhường nhịn, mình san sẻ với nhau nha. Cảm ơn hai bạn. Kính thưa quý vị, như vậy là Cát Tường đã thành công với vai trò bà Mai của mình. À, Cát Tường xin cảm ơn quý vị đã luôn luôn quan tâm và theo dõi chương trình. Những bạn nào mà đang còn loay hoay tìm một nửa của mình á, hãy nhanh tay đăng ký với chương trình Hẹn Ăn Trưa quý vị nhé, để gặp Cát Tường nè, rồi được Cát Tường sẽ mai mối cho quý vị một người bạn đồng hành với mình trong cuộc sống sau này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi người có thể theo dõi chương trình Hẹn Ăn Trưa được phát sóng vào lúc 10 giờ sáng từ thứ ba, thứ năm, thứ sáu và thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị nhé. Yêu là cảm giác như thế nào? Cảm giác lúc nhớ nhung, lúc thì kiểu kiểu ghét ảnh. Nhớ nhung, ghét, rồi gì nữa? Lúc thì thấy ảnh dễ thương, em cảm thấy vậy thôi à, chứ em cũng không biết tại vì em không có trải nghiệm nhiều. Có khao khát thể xác rồi không? Dạ thật ra là có. Tới cửa khách sạn là em không có cần, anh không cần hỏi là em ơi chúng ta vô đây nha, mà em cứ chạy thẳng vào khách sạn luôn. Bạn thế thôi, cái ban gọi đến câu hỏi à. Anh là muốn khách sạn chủ động là dắt em đi ăn mà chẳng dắt thẳng vào khách sạn rồi ăn anh đi. Em đánh luôn. Đánh luôn. Đánh luôn. Chủ động quá, chủ động quá đúng không? Bếp trưởng nha. Em biết nấu ăn không? Em là ngược lại luôn ạ. Là em chỉ biết sửa điện, sửa nước thôi. Không biết nấu ăn. Dạ em cũng chỉ biết là cơ bản thôi. Chỗ nấu cơm cơ bản thì em làm được. Còn mà để chi tiết để nấu các món ăn mà đòi hỏi sự khéo léo nhiều hơn thì chưa đạt tới được cảnh giới đấy. Đón hè rực rỡ, ưu đãi hết cỡ, tặng ngay thẻ xăng Petrolimex 2 triệu đồng khi mua xe Yamaha Xcenter 155 hoặc NVS từ ngày 20 tháng 4 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022. Cát Tường và Hứa Minh Đạt chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speed Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Và không biết là hôm nay nhân vật sẽ là ai? Dạ. Hôm nay bà mối có mát tay gì không đây? Tất nhiên phải mát tay với chị. Sau vì nhiều cái sự thất bại, nhiều sự thành công thì em hy vọng ngày hôm nay mình sẽ thành công nhiều hơn thất bại chị hả? À, hôm nay rất là đặc biệt là có khán giả ủng hộ nữa, mình sẽ lên tinh thần. Đúng mình rồi sẽ chị. Ăn nói thật là duyên dáng. Mình sẽ kết nối được tất cả mọi người đến với đây. Dạ đúng rồi chị, đặt tay này chị ơi. Và ngay bây giờ không để quý vị chờ lâu, Cát Tường xin mời hai chàng trai của chúng tôi sẽ bước ra phía trước sân khấu. Wow. Wow, rất đặc biệt. Chúng ta cùng chờ đón hai bạn nữ nha. Và bây giờ đàn trai đã tới thì Hân Quang chào đón hai cô gái xinh đẹp của tôi. Dáng thước tha thùy mị quyến rũ nữa nha Tường ơi. Ghê vậy. Bây giờ thì chúng hai chàng trai của chúng tôi và hai cô gái đã vào vị trí. Bây giờ xin mời thì Tường sẽ làm giao lưu với chàng trai ngồi ở ghế màu xanh trước nha. Hello em trai, em tên là gì? Em tên là Lê Xuân Thắng ạ. Em năm nay 26 tuổi ạ.
Hiện tại là em đang làm sale cho trường Anh ngữ APAC. Quê mình là ở đâu Thắng? Em quê ở Thanh Hóa ạ. Vào đây lâu chưa? Em mới vào đây được một tháng. Anh đi vào được cùng gia đình hay vào một mình? Em vào ở cùng với người thân đây. Người thân nhưng mà là anh em họ hàng. Còn ba mẹ vẫn ở ngoài dạ, đúng ạ. Quê hết? Dạ. Nhưng mà định là sẽ lập nghiệp ở trong này luôn. Đúng ạ. Thì điểm mạnh, điểm yếu của Hiếu là gì nè? Ưu điểm thì chắc thì chỉ có mỗi thật thà, vui tính. Còn nhược điểm thì chắc là nhát gái. Nhát là nhát sao? Ví dụ như nhắn tin với lại các bạn gái thì thường thường thì em cũng không biết hỏi gì nhiều. Nói chung phụ nữ ai cũng thích phải có hỏi thăm, phải bắt chuyện, phải chủ động chứ. Có tập xấu gì không? Xấu chắc là nghiện game. Tối tối là làm gì? Tối ngồi ở nhà hai anh em lại chơi đi quên. Thôi rồi rồi. Đó rồi, đó là chàng trai ngồi ở ghế màu xanh nha. Rồi bây giờ tới cô gái mặc cái đầm trắng thật là quyến rũ ngồi ghế màu xanh nè, em giới thiệu về mình đi. Em tên là Lưu Thu Hà, em sinh năm 98 và hiện tại thì em đang sống và làm việc tại Bình Phước. Công việc hiện tại của em là nhân viên văn phòng ạ. Quê em ở đâu? Quê gốc của em là ở Thái Bình nhưng mà em sống sinh ra là ở đó Bình Phước luôn. Nhà em có mấy chị em? Nhà em hiện tại là hai anh em, em là Út. Trời ơi, con gái rượu quá hả? Dạ. Nhà được cưng không? Em nghĩ là cũng lúc này lúc kia nếu mà bố mẹ mà cưng mình quá thì cũng không được. Nói chung là trong vừa mềm vừa cứng vậy đó. Em tới chương trình này ba mẹ có biết không? Không ạ. Không biết hả? Dạ, đã muốn tạo bất ngờ cho bố mẹ. Tạo bất ngờ với bố mẹ là mình sẽ tới chương trình ghép đôi thần tốc để dạ, dắt về một bạn trai để ra mắt. Dạ, bố mẹ. Dạ. Điểm mạnh em biết em là gì? Với mọi người nhận xét về bản thân em thì có lẽ là em là một người làm chủ được cái cuộc sống của mình, dễ thích nghi với mọi thứ và khá là mạnh mẽ. Vậy thì ở nhà em đã làm những việc mạnh mẽ là như thế nào? Sửa điện, sửa nước. Được luôn. Làm được luôn? Ghê vậy? Trời ơi, biết sửa điện, sửa nước luôn. Thì nói chung là cũng cơ bản, kiểu những thứ trong nhà mình có thể tự làm được thì mình cũng tự làm hết. Người anh em đâu rồi sao không làm những việc đó mà để em làm? Ngày xưa kiểu em đi học, đại học ấy thì giờ đâu có ai được ai đâu. Thì mình cũng phải tự tìm hiểu, mình tự mày mò. Bên đây em cô gái ngồi ghế màu xanh là rất mạnh mẽ như Tường. Quá men, quá men. Quá men. Sửa nước luôn là quá dữ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chàng trai ngồi ở ghế màu đỏ nha. Tường xin chào em. Dạ vâng, em chào chị ạ. Tiên cho em xin gửi lời chào đến chị Cát Tường. Chào anh Hứa Minh Đạt là ấn tượng của em. Và chào ba bạn cùng chơi và toàn thể khán giả đang có trong chương trình. Tên đầy đủ của em là Lê Văn Hiếu. Hiếu. Em sinh ngày 1 tháng 2 năm 1997, quê em ở Bắc Giang. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn ạ. Em vào đây lâu chưa? Em ở đây được cũng được 7 năm rồi ạ. 7 năm rồi? Vâng. Gia đình của em bây giờ cũng ở trong này luôn đấy ạ. Dạ vâng. Thì công việc của em thì hiện tại đang xen kẽ với bếp. Em đang làm bếp chính của một nhà hàng ở bên quận 4. Và ban ngày thì em có kinh doanh về thời trang cao cấp và làm model ảnh luôn. Wow! Kinh doanh thời trang làm model ảnh luôn, hèn chi em thấy nãy giờ lên là tụi nó nghi rồi. Thấy cái này lạ lạ chứ đâu phải người bình thường đâu. Đặc sắc mà hả nhỉ? Cái này nó lạ cái nào rồi. Cái vụ model là nhìn là hiểu rồi đó, nhưng mà cái vụ bếp là em đang bếp nấu về cái gì, chuyên về cái gì? Bếp của em thì chuyên về đồ Âu và đồ Á. Đến với nghề bếp thì nó cũng rất là vô tình thôi. Trong cái đợt dịch của năm ngoái thì em ở nhà khi mà không tất cả mọi thứ đó nó bị trì trệ lại ấy, thì ở nhà thì em thường hay nấu ăn cho gia đình, tự tay đi chợ lựa đồ để về nấu cho mọi người cùng ăn, như là mọi người em giỏi giang dữ vậy. Thời gian dịch mà em cảm thấy nó rất rảnh thì em đã dành thời gian để em mua những cuốn sách nấu ăn để về em đọc, xong rồi là em khi mà nó giãn cách xã hội thì em quyết định là em đi học, và đến bây giờ em đã làm được hơn 1 năm rồi. Dạ. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh chắc chắn của em thì là nấu ăn rồi và khéo tay. Còn điểm yếu thì em hơi nhút nhát những chỗ đông người. Ít thể hiện cảm xúc với lại người khác giới. Đặc biệt là rất là sợ chuột. Rất là sợ chuột. Mà trong khi đó là em sinh, người ta bảo là đầu trâu đuôi chuột ấy. Em sinh cuối của năm con chuột, thế nhưng mà lại rất là sợ chuột. Em đang làm cái gì coi như là em quên hết luôn á. Một câu này là dễ thương lắm nè. Dạ. Mình có chắc mình thích con gái không? Cái câu này thì em cũng nghĩ rằng là đây sẽ là cái câu hỏi mà rất là nhiều người hỏi em. Đó, trước khi mà em vào đấy á, vào trong này thì cái môi trường ở trong này nó cũng sẽ khác ngoài Bắc rất là nhiều. Và rất là nhiều bạn nam ấy cũng đã hỏi em cái câu mà hôm nay chị Tường hỏi em ấy. Thì em xin trả lời thẳng một câu, và người Bắc bọn em ấy là trai thẳng. Là trai thẳng. Là trai thẳng, 90% là trai thẳng. Ủa vậy 10% còn lại nó có thể công hả? Dạ vâng. Vậy sao 100% mà là 90%? Thì bây giờ nếu ở miền nào thì em cũng nghĩ là sẽ cũng có người cong chứ không phải thẳng hết được chị ạ.
Ủa thì người ta sao kệ người ta chứ, còn em thảo thẳng đồng công sao mà tự nhiên 90 thẳng mà có 10 công. 10% còn lại để dành cuối đời. Nhiều khi là mình nhận 100% thì mình tự tin quá chị ạ. Ủa kỳ vậy ta, cái giới tính là mình phải tự tin chứ, ví dụ ai hỏi không tôi... ý em nói là đại đa số chứ không còn bản thân em. Bản thân em là em đã nói thẳng thắn với chị Cát Tường là em khẳng định em là 100% là trai thẳng. Em không có nói câu đó à, nãy giờ nhìn mặt mẹo em mới nói à. Em đang nói là tính là số người thôi, số người. Quan điểm với tư duy có thể thay đổi theo thời gian chứ giới tính thì nó phải rõ ràng chứ sao không đủ. Ở dưới cười quá trời, đúng không quý vị? Cần Tường nói đúng không quý vị? Trời ơi, giới tính là còn 50-90, 10% còn lại nó chết rồi. Rồi ok, cảm ơn em. Nếu bây giờ nhiều việc như vậy, có bạn gái có sắp xếp được thời gian đi với bạn gái không? Nếu để mà thời gian của em trong vòng một ngày thì gần như là rất là kịp. Nó sẽ diễn ra vào từ 8 rưỡi sáng cho đến 6:05 chiều. Và em về em nghỉ ngơi rồi tắm giặt được nửa tiếng, 6 giờ anh lại bắt đầu đi làm bếp. Và làm bếp thì từ 6 giờ đến 2 giờ đêm. Ngày nào cũng như vậy. Trời đất. Dạ vâng. Bây giờ có bạn gái thì sao? Khi em đến chương trình này á, em muốn là em cho bản thân em cơ hội, và thứ hai là em muốn mở lòng một lần nữa, tìm được vùng nào đó thì em chắc chắn em sẽ dành thời gian với công việc sẽ phải làm sao phù hợp nhất. Có thể lo là cho bạn ấy có thể dành thời gian để đưa bạn dành chỗ nào bây giờ là 2 giờ sáng mới về, em lẽ dành thời gian từ 2 sáng đến 8 sáng. Ví dụ như trong một tháng thì em có thể một tuần nghỉ một lần. Ví dụ em có thể hỏi bạn ấy là ngày này trong tuần này hoặc là em có rảnh thì anh sẽ họp ngày đó để anh có thể đưa em đi chơi. Nói chung là phải có giải pháp đúng không? Rồi. Cảm ơn em, chúng ta đã vừa nghe xong thông tin hai chàng trai của tôi ngày hôm nay là hiếu thắng nha quý vị. Hiếu thắng, hai hiếu cô kia muốn chọn hiếu hay chọn thắng? Tùy. Hiếu và thắng hả? Nhưng mà có cảm giác hiếu thắng nó hơi nhút nhát thôi chị. Cả hai đều nhút nhát. Nhút nhát. Thắng là màu xanh mà hiếu là màu đỏ. Hiếu màu đỏ đã giới thiệu rồi, thì giờ cô gái ngồi cái ghế vị trí màu đỏ em giới thiệu về mình đi nè. Em chào anh ạ, em chào chị Cát Tường ạ, em chào tất cả mọi người ạ. Em tên là Thanh Vy ạ. Em sinh năm 2002 và hiện tại em là sinh viên năm 2 trường Đại học Tài chính Marketing ạ. Hiện giờ em ở đâu? Hiện tại thì em ở quận 12 ạ. Quận 12, quyến rũ không Tường? Quyến rũ. Hai cô gái là quyến rũ. Hai chàng trai mạnh của tôi cũng ngon lắm nên tôi phải qua tôi nhìn hai bạn. Nghĩa nghĩa liền hả? Nghĩa liền. Em có sợ chuột không? Em không sợ chuột, sợ gián luôn. Không có sợ gì luôn. Dạ, ví dụ như em thấy con chuột thì em sẽ làm gì với nó? Cho nó chạy bình thường hả? Cho nó chạy bình thường. Dạ. Thấy con gián chạy ngang thì em sẽ làm gì với nó? Dạ em đập rồi. Dạ em đập rồi. Đập gián chị em để gián cho nó già. Để gián nhà cho nó được nha, được. À, gái rất mạnh mẽ. Điểm mạnh thì biết em là gì? Điểm mạnh của em thì em là một người sống khá là vui tươi à. Kiểu vui tính hả? Em ít khi nào mà lo lắng à. Lạc quan à, gọi là lạc quan à. Điểm mạnh em là yêu đời, không có gì phải bế tắc hết, vì gì cũng cách giải quyết, đúng không? Và một nữa là em học về kinh tế, em học về tài chính á, nên là bản thân em rất là thích về kiểu như là đầu tư. Đầu tư? Dạ vâng. Đầu tư về mảng nào à? Cuối năm 18 tuổi thì em bắt đầu tìm hiểu về thị trường chứng khoán ạ. Thị trường chứng dạ khoán. Dạ vâng. Song song đó thì em cũng phụ mẹ về những cái mảng về đất đai. Bất động sản. Dạ đúng rồi. Rồi điểm yếu là gì? Điểm yếu của em là kiểu như tính em á cũng hơi còn con nít xíu à. Điểm mạnh rồi, điểm yếu rồi. Giờ sở thích em là mỗi khi rảnh rỗi em làm gì? Em mà có thời gian rảnh là em đọc sách à. Em đọc sách để tìm tòi về đầu tư à. Rồi thì bây giờ mình sẽ khai thác thêm về tình trường của các bạn này nha. Em đã trải qua mấy mối tình rồi Thắng? Chính xác thì chắc được 2. Như thế nào kể chị Tường nghe. Mối tình đầu tiên chắc là khi mà... Nói lớn lên cưng. Mà em mới học xong ấy, thì là đi làm công nhân công ty thì cũng gặp một bạn nữ, vô tình gặp thôi, xong đi tìm, xong em xin số cho bằng được. Đâu mất cỡ một tuần là em tìm được ra bạn đấy, vì cái xưởng hơi rộng, đông cỡ tầm 1.000 người. Tìm một trên 1.000 trong vòng một tuần mới ra. Khi mà đi làm công nhân ấy, thì mỗi người sẽ có một cái thẻ tên ấy. Thì trên một cái thẻ tên thì nó sẽ có cái ID của mình và tên của mình. Thì em chỉ nhớ được là nhìn thấy được đầu số mã ID của bạn ấy là 1747. Thế xong em thì lại quen mấy chị làm bên văn phòng. Em mới nhờ các chị đấy là gõ cái đầu ấy ra, xong rồi nó sẽ hiện ra cái bộ phận đấy ạ. Trong bộ phận đấy, xong rồi nó sẽ hiện ra cái đầu có tên đấy, xong rồi mình tìm lần lượt từng cái đầu ấy luôn. Cuối cùng khi gặp được. Cuối cùng khi gặp được thì bạn ấy có nghi rồi. Trời đất ơi. Ủa vậy có phải gọi là mối tình không? Rồi có quen không? Bạn vẫn có nhiều ạ. Bạn vẫn có nhiều, xong rồi bạn ấy bảo là bây giờ có nhiều nhưng mà vẫn nói chuyện bình thường. Chứ sau một ngày bạn ấy gọi em đi uống nước. Thì ra hôm đấy em mới biết là bạn ấy mới chia tay xong. Gọi em ra nói gì với em? Gọi ra rủ đi uống nước xong đi uống rượu ạ. Rủ đi uống rượu? Rồi sau đó hai đứa yêu nhau luôn? Vâng ạ. Quen nhau được bao lâu? Nửa năm. Vui không? Không ạ.
Sao vậy? Trong cái thời gian ấy bạn ấy chia tay thì bạn ấy vẫn buồn ấy. Em cảm giác là mình hơi bị mờ nhạt. Người ta vẫn chưa có toàn tâm toàn ý với mình. Vâng, đúng rồi. Thế là người ta vẫn buồn ngu bơ xong rồi chạy lọc. Ừ. Xong rồi cứ xảy ra mâu thuẫn. Thời gian ấy quá là nặng nề với em. Kể cả công việc xong rồi tình cảm mọi thứ. Mà đó là mối tình đầu đó hả? Dạ vâng. Ai là người chủ động nói chia tay? Tất nhiên là bạn gái. Buồn mất bao lâu? 2 năm. 2 năm có ở chung không? Có. Cho nên là buồn tới 2 năm là đúng rồi phải không? Mặc dù 6 tháng nhưng mà độ sát thương rất cao đúng không em? Mối tình đầu nữa. Mối tình đầu nữa. Ừ, sát thương cao lắm. Rồi. Thất tình 2 năm. Sau đó, mối tình thứ hai. Cũng sau cái thời gian đấy thì cô đơn chứ. Dần dần như là cô đơn ấy. Rồi em lại bắt trước cái bạn gái cũ của em đi quen một người mới. Vâng. Và em cũng cái tình trạng y như kia, vẫn nhớ là cái cô một đúng, một. Đúng. Rồi sao? Tại sao mình đã cái vết xe đổ mình đã bị như vậy, mình không chịu như vậy, mình sao đổ vô cái người thứ hai như vậy? Những người đến sau là những người không có tội. Dạ. Những người đến sau là những người cần phải được yêu thương và trân trọng hơn. Quen được mấy tháng? 3-4 tháng. 3-4 tháng, người thứ hai 3-4 tháng thôi. Dạ. Nghĩa là bạn ấy thì cũng có nghĩa là cũng thích em. Em cũng thích em, cũng dẫn về gia đình. Gia đình cũng muốn cho hai đứa là cưới nhau vậy. Ừ. Mà xong em cứ nghĩ là bây giờ mình không toàn tâm toàn ý với người ta mà mình lại cưới người ta về thì bạn sẽ rất là thiệt. Ừ. Cuối cùng là em chủ động chia tay. Dạ. Dạ em có biết là sau đó bạn nó cũng thất tình, cũng buồn 2-3 năm giống như em không? Thực ra thì sau đó thì em không liên lạc được. Thì đó, nhiều khi tới giờ này bạn nó vẫn còn nhớ em nữa. Rồi nhiều khi bạn nó lại yêu bậy em một anh nào đó nữa. Rồi bạn nó lại chia tay với cái anh sau đó nữa. Nó cứ dòng đời nó lẫn quẩn như vậy. Đúng. Những cái gì mình không muốn thì mình đừng có làm cho người khác chứ. Thế nên là em cứ giữ tình trạng độc thân đến tận bây giờ. Bao lâu rồi? Trong thời gian đó là em về em đi nghĩa vụ luôn. À đi nghĩa vụ luôn. Đúng. Là bây giờ là ngon lành rồi phải không? Vâng. Tâm trạng bình ổn phải không? Vâng. Bây giờ yêu ai là toàn tâm toàn ý phải không? Dạ đúng ạ. Khi nào muốn lấy vợ? Tức là cuối năm ạ. Gì lạ dữ vậy? Cuối năm nhưng mà em cũng chưa tính là năm nào. À, duyên dáng quá. Vâng. Em thích một người bạn gái như thế nào? Trước thì có thể là mình theo cảm xúc, nghĩa là nó mãnh liệt yêu nó phải mãnh liệt. Nhưng mà bây giờ em thì cần một bạn gái nó có thể chia sẻ với em trong công việc, cuộc sống. Ừ. Thế thôi. Vậy thôi. Vâng. Về ngoại hình? Được. Gì? Miễn là nữ thì vậy. Xạo quá ông ơi. Phải có cái tiêu chuẩn mình à, mình là nữ là được. Vâng. Nhà tôi có bà cô 72 tuổi còn độc thân dương tính rồi. Nhưng mà em lại không có bằng lái máy bay. Hai cô bệnh rất là đẹp. Ví dụ mình có bạn gái đẹp thì mình có hay ghen không? Lần trước thì em có ghen đến chính vì em nên là xong rồi mọi chuyện nó mới không gọi là nó mới vỡ hết rồi. Mối đầu hay là mối sau? Mối đầu vậy. À ghen sao cụ thể một vài chuyện thì vẫn là cái chuyện mà ghen với người yêu cũ vậy. Cái chuyện liên lạc nhắn tin mà người ta có liên lạc với nhau cũ thiệt không? Có thật. Em cũng đọc tin nhắn mà. À rồi em ghen em làm cái gì? Lồng lộn lên. Lồng lộn? Mặt cau có xong rồi. Cái mức độ tin nhắn với người yêu cũ như thế nào mà ghen? Hai người chia tay nhau rồi mà vẫn cãi nhau về những cái chuyện mà hồi còn đang yêu nhau nó xảy ra đấy. Vô tình em cũng đọc được. Thế là xong? Em nghĩ là khi đó em nóng xong thì hết. Nhưng mà đối với bạn gái thì những lời mình nói ra là không thể rút lại được. Ừ. Em nói gì người ta? Em bảo là em chưa bao giờ quan tâm đến này. Thế đâu có gì đâu. Đâu có gì đâu. Không. Lòng lộn lên là đồ biến thái. Lòng lộn lên. Khó diễn tả lắm ạ. Gì bấu tay bấu chân dữ vậy? Phải có chửi rủa người ta hoặc là mày tao lên hoặc xúc phạm. Mày là con này, mày là con kia gì người ta mới là không rút lại được chứ. Gần có. Gần kiểu như vậy phải không? Sau cái trải nghiệm thế thì em nghĩ là khi mình đến với một người khác mình cũng không nên quan tâm nhiều vào quá khứ quá. Ai cũng có quá khứ hết trơn á. Chúng ta chỉ nên sống với hiện tại và tương lai. Quá khứ dù cho đau xấu cho là đẹp, nó chỉ là những ký ức của tuổi trẻ. Mình cất nó vào một góc. Cái nào đẹp thì lâu lâu mình lấy ra coi cười cái cho vui. Còn cái nào xấu thôi vứt bỏ. Rồi, chuẩn bị tinh thần lấy vợ nha. Dạ vâng. Ok. Bên đây miễn sao là nữ, bên đây là nữ nè. Em bao nhiêu mối tình rồi? Dạ kiến thức thì là 2. Một bạn đầu là khi em quen còn học cấp 3. Và người thứ hai là khi em đang học đại học năm nhất, đầu năm 2. Cuộc tình cấp 3 đi nè, có chuyện như thế nào? Là anh đó cũng lớn hơn tụi em. Mà sao hai người biết nhau? Ở cùng một khu ấy ạ. Cùng sớm hả? Dạ, cũng cùng phường. Sinh hoạt đoàn rồi biết dạ, nhau. Dạ, kiểu rồi sao? Thì cũng quen, mình cũng là trải qua kiểu như, phải nói làm sao nhỉ? Thì là yêu nhau, dạ, bình thường. Dạ đó, dạ, thì bình thường thôi, đến khi một... Nắm tay, dạ, thì đến khi cả... chăm sóc cho nhau, dạ, đúng. Tặng nhau những nụ hôn nồng cháy. Dạ, thì đến khi kiểu như cả hai cảm thấy là không còn tình cảm với nhau nữa thì tụi em dừng lại, thì cũng dừng lại trong hòa bình thôi chứ không có phải là... Tại sao là phát hiện là không còn tình cảm với nhau thì, nữa? Khi đó mình còn đang đi học mà cũng đang là độ tuổi mới lớn thì mình cũng thay đổi suy nghĩ, hay là cũng lúc đó là em cũng đang 12 cũng muốn tập trung việc học, còn anh đó thì cũng đã bắt đầu đi làm thì cả hai là muốn... Ai nói lời chia tay?
Dạ là em. Em nói với anh đó sao? Một sáng ngủ dậy cái cảm thấy là cứ như là dần dần nó câu chuyện của hai cả hai đều đã bị nhạt đi xuống rồi á. Cả hai cũng đã tự cảm thấy cái điều đó ở nhau luôn, nhưng mà là không ai dám nói. Còn thẳng thắn nói ra thì thôi em quyết định là người nói ra trước. Bao kéo dài bao nhiêu lâu? Năm mấy hai năm vậy ạ? Năm mấy hai năm? Dạ. Dạ anh đó, anh đó đã để lại cho em cái gì? Cũng nhờ anh đó mà cái quãng thời gian cấp 3 của em nó cũng đỡ bị áp lực hơn. Tại vì cái thời điểm của em á, thì học cũng rất là nhiều, bị áp lực việc học rồi từ gia đình này nọ. Thì cũng kiểu nhờ các anh đó thì mình có người chia sẻ, có người đồng hành với mình đó. Thì cũng cảm ơn anh đó vì cái khoảng thời gian đó. À, cũng như là cái nguồn năng lượng để em xả stress. Dạ, không có bị áp lực việc học hành đúng không? Rồi, mối tình thứ hai đi nè. Mối tình thứ hai thì tụi em cũng kết thúc tới hiện tại cũng gần 4 năm mấy rồi. 4 năm mấy luôn rồi. Dạ. Hai người sao gặp nhau, biết nhau? Dạ em đi sinh hoạt. Dạ không không, ngày xưa còn đi sinh viên thì em làm BC. Thì em làm chương trình tại công ty anh đó. Thì chỉ là tiếp xúc rất là ngắn khoảng 2-3 phút thôi. Mà không hiểu sao về anh đó tìm được Facebook của em. Ví dụ như hồi anh Đạt cũng có hỏi em là anh đó, ví dụ bạn đầu tiên để lại cho em cái gì. Thì với anh thứ hai thì để lại cho em là tính em bớt trẻ con hơn, mình trưởng thành hơn. Là với em bao lâu? Trẻ con. Dạ 7-8 tháng rồi. Sao chia tay? Lúc đó em cũng mới còn trẻ con, kiểu là muốn có người quan tâm, nũng nịu. Nhưng mà thời điểm đó thì anh này mới chuyển công việc. Mà thì đang trong thời gian thử việc cũng rất là căng thẳng. Mà em thì lại không hiểu điều đó, xong cứ đòi hỏi này nọ. Thế là em tính em là khi mà quen thì em cũng hơi nhây á. Lúc đó là anh nói rất là mệt, em cứ dễ nhây. Thì đến hồi mà cao trào lên rồi xong xích mít rồi chia tay. Ai chia? Dạ cũng vẫn là em ạ. Trời ơi, sao cổ chia hoài vậy? Tới nay 4 năm chưa có bạn trai tiếp. Dạ thì khoảng thời gian vừa rồi thì em cũng có tìm hiểu, cũng có nói chuyện với một vài bạn. Nhưng mà kiểu không đến được thì mình dừng lại. Rồi bây giờ muốn tìm một người bạn trai như thế nào nè? Thứ nhất là vẫn là vậy, dễ nhìn á. Cái thứ hai là cao hơn em, vậy thôi. Dễ nhìn cao hơn là được rồi. Dạ. Cao hơn thì chắc chắn bên đây cao hơn rồi. Dạ. Tôi chỉ có lo cái là hai anh chàng bên đây là có vẻ hơi rụt rè, nhút nhát quá. Không biết sao đây luôn á. Không biết tấn công rồi có biết là đó làm quen với hai cô bên kia hay không. Chứ anh chàng này bắt giò chéo quẩy. Bên đây thấy fashion lắm. Sao nè. Không biết tiếp xúc với phụ nữ làm sao nè. Rồi bây giờ quay ngồi rất dẻo nha. Cái thế ngồi rất dẻo. Coi chừng mà hồi giờ bẻ nha cơn. Thế Hiếu nha. Đã. Hiếu ở ghế đỏ nha. Rồi bây giờ tình trường Hiếu sao? Bản thân em thì cũng đã trải qua hai mối tình. Mối tình đầu của em thì nó rơi vào tháng 6 của năm 2012. Đó cũng là lần đầu tiên mà em biết yêu và cũng là người ta thường nói là mối tình đầu thì thường sẽ là mối tình đẹp nhất. Đó, nhưng mà đối với em thì có lẽ nó là buồn nhất. Tức là khi em đã dành tình cảm rất là nhiều cho bạn ấy thì bạn ấy lại phản bội em. Và trong cái thời gian mà bạn ấy đang yêu em thì bạn ấy lại yêu rất là nhiều người nữa. Nhiều người chứ không phải một người. Rất là nhiều người chứ không phải một người. Ủa bạn đó lớn em hay nhỏ hơn em? Nhỏ hơn em. Sao em biết ra được, sao bắt điện được? Lần đầu tiên là bạn em nói với em. Nhưng mà không có tin. Bởi vì là em khi mà em yêu ai thì em rất là hay đặt niềm tin vào người ta ấy. Đó. Khi mà cái cảm giác mà khi một người con trai mà dành tình cảm cho người con gái nhiều quá ấy, cái kiểu cảm giác của em người ta hay nói là bị lụy tình ấy. Nhưng mà hai đứa là bạn học hay gì? Em ấy dưới em một lớp. Sau thời gian đấy thì em có bị trầm cảm khoảng tầm 3 tháng. Lúc em phát hiện thì em có nói với cổ không? Hay là em khóc. Em khóc mà khóc với cổ hay khóc mình? Em khóc qua điện thoại khi mà bạn ấy đã cố gắng điện cho em rất là nhiều để em nghe máy á. Nghe máy xong thì em chưa kịp nói gì cả thì tự nhiên nó cứ rơi vậy thôi. Xong cái lúc đó thì em quên cái mối tình đầu ấy đi. Sau một thời gian em bị như vậy thì ở lớp em thì có một người bạn khác với em là bạn nữ ấy. Bạn ấy rất là thân với em. Trong thời gian đó thì bạn ấy động viên em rất là nhiều. Hai đứa có chơi và trao đổi trong gọi là việc học thì hay học nhóm này mọi thứ. Bạn ấy cũng hay rất là chia sẻ kinh nghiệm với em. Khoảng tầm sau cái thời gian đó thì đến 2015. 3 năm sau. Dạ vâng. Em ấy quyết định rằng là em nói là yêu với bạn ấy. Một người bạn thân của mình. Dạ vâng. Khi mà hai đứa đã trải qua một thời gian là bạn của nhau rồi, đã rất là hiểu nhau rồi. Và trong những lúc mà em buồn nhất thì bạn ấy là người ở cạnh em nhiều nhất. Đó, xong rồi bọn em đến với nhau đi được khoảng hơn 2 năm. Thì gia đình em thì 2017 bắt đầu chuyển vào đây. Đương nhiên em là con cả trong gia đình thì em phải đi theo gia đình để vào trong này. Và thứ nhất đó là cái sự nghiệp của em thì em cũng muốn phát triển trong Sài Gòn nhiều hơn ở ngoài Bắc. Khi mà em vào trong này rồi thì hai đứa chắc chắn là cái thời gian dành cho nhau để mà gặp nhau chắc chắn là nó sẽ gần như là không có nữa. Nó sẽ rất là ít. Em cũng là người mà bị bạn ấy là người chủ động nói với em là thôi Hiếu ơi, bây giờ hai đứa mình dừng đi. Tại vì tớ không muốn cậu đau khổ nữa. Chắc tớ nói điều này chắc là cậu sẽ lại buồn một lần nữa. Không phải là tớ không yêu cậu mà tớ có lý do của tớ.
Em rất là vui vẻ khi mà nghe được bạn ấy nói như vậy. Thì em lắng nghe một thầy trong cái cuộc gọi trên điện thoại đó, thì bạn ấy đã nói rằng là bạn ấy muốn phát triển sự nghiệp của bạn ấy. Bạn ấy muốn sang Nhật để bạn ấy du học 6 năm. Thì bạn ấy muốn trong thời gian mà bạn ấy ở Nhật ấy, thì bạn ấy không có muốn em phải là dành tình cảm cho bạn ấy, gọi là quan tâm bạn ấy khi mà bạn ấy ở Việt Nam nữa. Nói chung là bây giờ hai đứa em thì cũng thỉnh thoảng nói chuyện thôi, cũng chỉ là dừng ở mức là bạn bè. Nói chung là chị thấy cái mối tình thứ hai là đẹp đó chứ. Dạ. Một cái tình bạn nó rất là đẹp đó chứ. Tại vì bản thân đó là do cuộc sống nó đưa đẩy. Dạ. Vì do tụi em quá trẻ cho nên ai cũng phải lo cái tương lai riêng của mình. Bản thân khi em cũng phải đi theo gia đình vào đây mà, đúng không? Thì em cũng lo sự nghiệp của em, thì mình cũng không trách cổ lo cái sự nghiệp của cổ được. Nhưng mà được cái là cổ để tránh những sự tổn thương thì đã có những cuộc nói chuyện nó văn minh với nhau. Dạ. Tới bây giờ tụi em vẫn giữ được tình bạn. Rồi bây giờ em muốn tìm một người vợ hay một người bạn gái trong tương lai, người đồng hành với mình là người như thế nào? Thứ nhất là đam mê về nấu ăn cùng em, và cái gu ăn mặc cũng tựa tựa giống em. Em thích là bạn gái em nó phải cá tính một tí và phải hơi trẻ con một tí. Tại vì em thích cưng chiều bạn gái em, em có thể làm mọi thứ về bạn ấy. Bên đây đủ hết. Gu này là gu cũng gu lý tình nè, gu là thích đeo bạn gái này vui nè, tôi thích vậy đó. Bây giờ tới em nè. Dạ trước giờ em chưa bao giờ quen một ai chính thức hết ạ. Em chỉ yêu đơn phương thôi ạ. Trời ơi, chỉ là tình đơn phương thôi. Dạ đúng rồi ạ. Vào tháng 6 năm ngoái thì em có gặp anh đó từ một người bạn của em. Tụi em đi chơi một lần, nhưng mà sau vài ngày thì tự nhiên dịch đóng cửa, kiểu như là tụi em không thể nào mà ra ngoài gặp nhau được nữa. Thì tụi em chỉ có thể là nói chuyện ở trên mạng xã hội mà thôi. Sau cái khoảng thời gian dịch thì tụi em vẫn có gặp lần thứ hai. Khi mà về nhà thì em tự cảm nhận là bản ảnh không còn thích em nữa. Thì em về xong cái em lóc ảnh luôn. Ủa kỳ vậy, em yêu đơn phương mà người ta chưa lóc em lóc người ta trước lúc đó rồi là, lúc đó em vẫn còn thích ảnh á, nhưng mà thực sự là lúc đó em tự cảm nhận được. Vậy là em cũng thuộc loại mạnh mẽ đó. Ủa mà khoan xí là 20 năm trời. Dạ. Mà chỉ có một cuộc tình nhỏ xíu xíu. Đó là lần đầu tiên em biết yêu một người luôn á. Yêu hả? Dạ, yêu là rồi. Cảm giác như thế nào? Cảm giác lúc nhớ nhung, lúc nhớ thì nhung. kiểu ghét ảnh. Nhớ nhiên. Nhung ghét rồi gì nữa? Lúc thì thấy ảnh dễ thương. Nhưng mà gặp nhau vậy là rốt cuộc được có 2 lần à? Dạ đúng rồi, được 2 lần ạ. Chưa tặng nhau nụ hôn nào luôn? Dạ chưa ạ. Sao nó cục cục thế nào á, vừa chớm quen cái là đóng cửa, đóng dịch 5 tháng trời, mở cửa ra là thấy không còn tình cảm nữa rồi chia tay. Nhưng mà... dịch anh kia anh yêu con Covid rồi bởi vậy. Bây giờ kiếm một người như thế nào nè? Đàn ông trưởng thành một xíu, có thể chiều chuộng em một chút xíu. Và quan trọng là phải chủ động mà. Có thích một người đàn ông chút xíu không? Cái gì? Đó, đàn ông một chút xíu, lo lắng cho em chút xíu. Vậy thì có thích một người đàn ông chút xíu không? Em thì thích một người đàn ông kiểu bên ngoài á thì cũng phải kiểu to to xíu. To xíu. To chứ không có thích chút xíu nha. Rồi, bây giờ thì Tường sẽ học phỏng vấn ý kiến của người thân mình nha. Bên nhà trai. Chào mọi người ạ, chào anh Đại Kê. Dạ, chào dạ. Em tên dạ. là gì? Em tên là Thành, là đồng nghiệp với Hiếu. Thì qua cái cuộc nói chuyện của hai bạn bên đây, anh thấy là bé ghế xanh bên đây hợp với em hơn á. Nhưng mà mỗi tội một cái là đứa ở Sài Gòn, đứa ở Bình Phước. Mà ở Sài Gòn á, bận như vậy á, thì coi sắp xếp thời gian sao đó. Thì để quen với người ta. Đó, thì giải quyết được vấn đề đó thì ok. Bé bên đây biết sửa điện, biết sửa nước. Sửa nước. Ủi đồ hay là may đồ gì đó, cúp điện hay là chập dây điện gì đó cũng có người giúp em. Ok, cảm ơn. Rồi, mời em trai kế bên. Em tên là Tâm, em là đồng nghiệp cùng với bạn Thắng. Rồi. Thì em thấy ở trên đây thì cô màu ngồi ghế màu đỏ có khả năng là hợp với em hơn. Tại vì anh thấy hai đứa là nhìn kiểu như là hiền mà nó nhuần tính với nhau hơn. Lần đầu tiên bữa nay cả hai người đại diện cho hai gia đình của hai chàng trai đều tư vấn cho các chàng trai của tôi là thích ghế chéo chiều. Chéo à? Mà hình như là đó cũng là cảm xúc của tôi luôn á. Thôi cảm ơn các bạn. Đó là ý kiến cho các bạn. Những người chơi thì mình tham khảo thôi nha. Quan trọng vẫn là cái nhìn đầu tiên của mình. Mình có cảm xúc với ai. Các bạn có quyền và hãy sống đúng với những gì mình suy nghĩ. Còn ai nói gì là kệ. Ai ghép gì kệ. Chính kiến của mình nha. Rồi thẳng lưng lên nè. Đẹp trai cười tươi nè. Cửa mở nè. Còn chần chờ gì nữa? Mở cửa trái tim. Khi cánh cửa trái tim này mở ra, cảm xúc đầu tiên của em là như thế nào? Run chị ạ. Run. Sợ cái gì? Ở đây không có chuột nha. Ở đây không có chuột. Tại vì rất là lâu rồi em mới lại có một cái cảm giác mà nó lại
loại lạ, nó vừa lạ mà nó vừa quen đấy. Thế là khi mà em nhìn sang thì em có liếc rồi. Em có liếc rồi. Em có liếc rồi, thế nhưng mà chỉ dám gọi là liếc chịu thôi. Khi gặp nhau phút đầu từ ánh mắt, anh đã trao nụ cười. Bây giờ phải nhìn trực diện rồi mới trò chuyện được chứ. Hôm nay đến với chương trình thì em cũng có hai món quà của anh tặng em nhé. Làm... Đó, mạnh mẽ lên nào. Một chiếc ly ạ. Ồ, tại sao lại tặng chiếc ly? Một chiếc ly, hồi đó giờ mới nghe á. Đã kệ đi, chiếc cái gì mà chẳng được. Ôi, một chiếc ly em mới nghe luôn á. Ý nghĩa gì khi tặng cái ly nè? Khi mà em quyết định tặng hai bạn nữ một cặp ly này á, thì em sẽ nghĩ rằng là cái ly á, trong cuộc sống hàng ngày thì nó sử dụng khá là nhiều. Và khi mà các bạn sử dụng cái ly này thì chắc chắn là sẽ nhớ người tặng là em. Hồi đáng dạ. Mà tặng hai cho hai cổ một cặp là muốn hai cổ về thành một cặp. Không nha. Vậy sao không mua một cặp rồi em cái một cô nào đó một cái để mà mình cùng ly với nhau. Không, ví dụ như mà sau chương trình ngày hôm nay á mà em có nắm tay được một bạn nữ nào ra khỏi chương trình ấy thì em sẽ có một món quà rất là đặc biệt. Bản thân em đã chuẩn bị rất là sẵn rồi. Còn cái này là quà xã giao phải không? Quà gặp mặt đầu tiên xã giao. Dạ. Rồi. Hiếu rồi, bây giờ tới Thắng. Cảm xúc đầu tiên của Thắng là khi mở cánh cửa thấy hai cô gái bên bển thì cảm xúc em như thế nào? Em cũng khá là bất ngờ. Khi nãy nghe về hai bạn nữ chia sẻ về tính cách và các cái tình trường đó thì em cũng nghĩ là bạn bên ghế màu xanh là một người khá là hiền so với những gì mà bạn miêu tả. Về bạn nữ áo xanh thì có vẻ là đúng. Ghế đỏ, ghế đỏ. Ghế đỏ là đúng đấy. Đúng sao? Đúng là một người kiểu tính cả thèm chóng chán vậy. Cả thèm chóng chán vậy. Cả thèm chóng chán hả? Không có nha. Phản biện là em. Rồi, mời em gái cái đỏ. Cảm xúc người ta lạc quan. Em lạc quan thôi chứ không có lạc cả thèm chóng chán ạ. Em thấy bình thường ạ. Tại bình thường là như thế nào? Tại vì bản thân em kiểu không có yêu thích từ một cái nhìn đầu tiên hả? Kiểu lâu dài thôi thì em mới cảm nhận được cái tình cảm. Nói chung là em cũng từ từ lắm chứ không phải cả thèm chóng chán đâu, nghe chưa? Còn em, hai bạn nam bên đó ngoại hình sáng. Còn mà về cảm xúc cá nhân của em thì em cũng giống như bạn ghế đỏ, là cũng không phải là quá bình thường, tức là vẫn rất là vui vì gặp được các bạn ở đây. Nhưng mà em thì cũng kiểu như là muốn mọi thứ cứ từ từ, còn gặp các bạn ở đây rất là vui. Con gấu bông hoài vậy, ôm cái chi đó hoài vậy, có muốn tặng ai không hay là sao? Hay là muốn ôm cái đó về nhà ngủ luôn? Khi vì là em mang lên thì em cũng chỉ có một trái tim này nên là em không thì bây giờ không được chia đôi cho hai bạn. Không, giờ căng thẳng quá. Em hát được không? Dạ có ạ. Rồi hát đi. Hát cho nó thoải mái đi nè. Hát không vậy ạ. Nhưng mà mình có thể cho em xí ít nhạc không? Không, hát không, em có nhạc. Tèo 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 tèo. Vô. Em ơi, tình yêu chúng mình đã hết yêu nhau mất rồi. Tại vì sao em hay nói đi, hay vì anh vô tâm hững hờ nên vô tình đánh mất đôi ta. Rất khó để đến với nhau, đừng buông xuôi tình yêu chúng mình. Mình đã hứa với nhau những gì, mình hãy giữ trọn vẹn lời hứa để cho ta yêu nhau thêm một lần nữa. Mình tạm chia tay nhau nhé em, để ta biết được sẽ... Đang hay mà, trời ơi. Tự dưng em quên lời á. Em hồi hộp quá. Muốn mình... hỏi gì không? Em chắc muốn hỏi bạn ghế đỏ. Rồi, hỏi đi. Thế là thời gian rảnh ngoài đọc sách thì em có chơi game không? Có chơi game. Có chơi game. Điều thì... gái gì kỳ vậy trời. Thì em cũng muốn kiếm một bạn gái có cùng cái sở thích với lại... Em hồi trước thì em có chơi game Liên Quân hả? Anh cũng đang chơi cái đấy. Nhưng mà giờ em hết chơi ạ. Thế giờ em có chơi lại được không? Em vẫn còn skill ạ. Rồi xong, có một team luôn. Tiếp đi. Vậy thôi hả? Em có một người yêu lý tưởng của em. Thì em chỉ muốn một người đàn ông kiểu trưởng thành ạ. Xong phải lúc nào cũng phải chủ động với em ạ. Chủ động về việc gì ạ? Chủ động về kiểu tất cả mọi việc luôn ạ. Thế có nghĩa là sau khi mà anh dẫn em đi ăn thì có nghĩa là anh sẽ không hỏi là em hôm nay ăn gì mà anh sẽ dẫn em thẳng vào quán luôn đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Đó. Tới cửa khách sạn là em không có cần, anh không cần hỏi là em ơi chúng ta vô đây nha, mà em cứ chạy thẳng vào khách sạn luôn. Thế là cái ban bảo là không hỏi ạ. Là muốn khách sạn chủ động là
dắt em đi ăn mà chẳng dắt thẳng vào khách sạn rồi ăn anh đi. Em đánh luôn. Đánh luôn. Đánh luôn. Chủ động quá, chủ động quá đúng không? Thực ra thì những câu hỏi đấy là em hỏi cho bạn ấy thấy vui hơn vậy. Còn theo về cảm nghĩ của em thì em cũng là một người khá là tinh tế. Nhiều khi là mình cũng đoán được xem là bạn gái mình thích cái gì hoặc là như thế nào đấy thì mình sẽ chủ động mình làm thôi chứ không phải là khi nào cũng hỏi. Anh muốn hỏi hai bạn rằng là vừa nãy anh đã chia sẻ rồi là công việc của anh thì nó diễn ra từ 8 rưỡi sáng cho đến 2 giờ đêm thì gần như là sẽ không có thời gian để mà dành cho gọi là một cái thứ gọi là tình cảm cho đối phương ấy thì hai em có cảm nghĩ thì sao? Anh muốn hỏi bạn ghế đỏ trước. Đối với em thì yêu nhau, quen nhau không phải lúc nào cũng cận kề, lúc nào cũng cạnh nhắn tin, gọi điện ngoài luôn ạ. Em chỉ cần là anh cảm thấy anh nhớ em thì anh có thể nhắn tin với em, còn không thì thôi ạ. Tại vì em cũng có những cái công việc của em cũng khá là bận ạ. Cảm ơn em. Bạn nào xanh thì sao? Nếu mà cái đó là tính chất công việc của anh á thì mình có thể thông cảm được. Nhưng mà ví dụ như trong một ngày anh ngày hôm đó anh đi làm về, anh có câu chuyện gì xảy ra hay là như thế nào thì em muốn dụ như khi mà cả hai đã tìm hiểu nhau thì mình sẽ phải chia sẻ những câu chuyện đó với nhau, chứ không phải là anh im lặng rồi em cũng không biết để mà chia sẻ hay là giúp đỡ anh trong cái khoảng thời gian đó chẳng hạn. Chỉ cần lợi dụng với trong lòng nhớ nhau, mình làm gì mình cũng nói nhau biết vậy thôi. Cảm ơn em. Dạ. Đối với bản thân anh ấy thì anh không sợ. Dạ. Là anh không có tình cảm. Dạ. Để dành cho cái người bạn gái của anh. Dạ. Mà anh chỉ sợ là cái người bạn gái của anh ấy không hiểu và làm tổn thương bản thân anh một lần nữa thôi. Em là giờ nấu ăn đúng không? Bây giờ chị sẽ thử tài em nha. Dạ. Cho một mớ đồ rau củ đồ em làm những món quà em tặng cho bạn gái được không? Dạ được ạ. Rồi. Ghê. Xin cho chị một ít đồ. Bếp trưởng nha. Em biết nấu ăn không? Em là ngược lại luôn ạ. Là em chỉ biết sửa điện, sửa nước thôi. Không biết nấu ăn. Dạ, em cũng chỉ biết là cơ bản thôi. Chỗ nấu cơm cơ bản thì em làm được. Còn mà để chi tiết để nấu các món ăn mà đòi hỏi sự khéo léo nhiều hơn thì chưa đạt tới được cảnh giới đấy. Chắc tôi cũng chọn đi sửa điện, sửa nước. Kiểu như để bạn buồn buồn mà để bạn gái lên rồi bắt đầu tận mẫn tỉ mỉ vậy cũng mệt lắm nha. Ui mà như ông kia là nãy giờ tôi qua tôi hốt hai em luôn rồi. Trong thời gian đối thủ đặt bằng luôn cùi là tôi qua đây hốt. Người đàn ông mà vô bếp làm bếp tỉ mỉ như vậy thì cảm xúc của em như thế nào? Kiểu quyến rũ à? Ồ quyến rũ hả? Tại vì bản thân em không có biết nấu ăn. Tại vì bình thường ở nhà mẹ em nấu cho em ăn. Thí dụ như bình thường nếu mà em có người bạn trai lâu lâu cuối tuần gặp nhau một lần thì bạn trai sẽ xuống bếp trổ tài nấu những món ăn cho em ăn như vậy thì trong lúc bạn trai nấu nướng thì em sẽ làm gì? Xem phim hay là làm những cái việc mà em thích thôi, em coi phim hay gì đó. Dạ. Hoặc là em nhìn ảnh. Còn em? Em nghĩ nếu mà người đàn ông mà biết nấu ăn và nấu ăn giỏi thì sẽ là một người sẽ biết lo cho gia đình chuyện chung. Tại vì em là một người không nấu ăn giỏi nên là thành ra mà nếu mà bạn trai em, người yêu em mà biết nấu ăn thì em nghĩ là bù trừ đó chị. Là thích đó phải không? Dạ, mình sẽ bù trừ được. Rồi lúc người ta đang nấu ăn thì em làm gì? Lúc ăn hả? Ví dụ như em nếu mà em sẽ hỏi có cần em trợ giúp cái vấn đề gì không? Có thì em sẽ ra phụ, còn nếu không thì em sẽ làm cái việc gì đó. Rất là tùy vào tình huống chị. Chị sẽ ngủ hơn là đi qua chơi game với thằng kia xong rồi quay lại ăn. Đúng không? Không. Mình ngủ, mình chờ đợi, mình ngủ, mình mở mắt ra trong hạnh phúc là một cái mâm cơm đã tới trước mặt rồi. Anh mời em. Dạ nó ngọt lắm mình. Có thể là cái này anh không trồng ra nhưng mà bàn tay anh làm nó sẽ ngọt. Anh cảm ơn em. Dạ. Em phải ăn cà rốt, cà chua chứ em ăn kỳ quá à. Em mời chị Cát Tường. Cảm ơn em. Dạ. Rồi mời anh kia cái đấy nó khóc em. Từ đấy là em quên đấy, em quên là có sự hiện diện của bạn ấy ở đây đấy. Rồi, để đi thì bây giờ đến phiên nãy giờ các bạn trai thể hiện quá rồi. Bây giờ phải để các bạn nữ chúng ta thể hiện chứ. Em cũng thích hát. Thích hát thì hát liền. Rồi, mỗi bạn một câu đi. Thèm những cơn gió, thèm đi đâu đó. Ta thèm có ai để nhung nhớ. Thèm chút bối rối, thèm chút tiếc nuối. Ta thèm cảm giác yêu người. Thèm chưa có đã gì hết trơn, thèm phải nghĩ nó đã.
Thèm mới có hai câu à. Thèm yêu. Em có hỏi thăm gì hai anh đó không? Em hỏi anh chế độ một xíu. Mà anh có nói là chỉ cần trong lòng nhớ nhau là được. Nhưng mà ví dụ ngay lúc đó em gặp một cái tình huống gì đó rất là cấp, em cần sự xuất hiện của anh thì như thế nào ạ? Tại vì anh nghĩ rằng nếu mà đối với bản thân anh ấy là một người đàn ông ấy thì anh sẵn sàng lúc anh sẽ đến với em. Dù bận như thế nào chăng nữa, anh cũng sẽ đến. Mặc dù kể cả là đang đi làm chăng nữa, anh cũng sẽ sắp xếp thời gian để đi đến với em và luôn vào ngay. Có thể là sẽ không tới ngay được, nhưng sẽ đến trong thời gian sớm nhất. Sẽ nhanh nhất có thể cũng khó lắm ạ. Ví dụ giờ đang quay vậy mà biểu tôi đi về nhà liền, bạn trai tôi đang bị gì thì tôi bỏ đi về không ta. Thôi chị về nha. Dạ, dạ, dạ. Chị đang có chuyện rồi. À không, kêu gì bạn trai chị lên đây luôn. Em ghép đôi cho chị luôn. Chị vô gọn chỗ ngồi đi chị. Không ấy, nó đang bị tai nạn. Thật ra là vậy nè, cái này thì cho chị nói một cái câu. Tại vì bây giờ chị biết các bạn trẻ là nhịp sống rất là nhanh. Tuy nhiên mọi thứ đều mình để có những cái chuyện mà mình phải để lên bàn cân, mình cân nhắc. Tại vì nếu cái gì mình cũng muốn hết á, trong một giai đoạn mình chỉ có thể làm được một thứ thôi. Bình thường thì nó là mọi chuyện nó sẽ xảy ra như vậy. Nhưng khi mà có sự cố, có nghĩa là khi em gái đã hỏi là nếu em cần, có nghĩa là đã có sự cố, cái gì đó nó cần thiết thật sự quan trọng, thì chúng ta phải để lên bàn cân để mà chúng ta xem là cái gì nó quan trọng với mình. Đôi lúc không phải là công việc quan trọng hơn, nhưng công việc nó là trách nhiệm. Nó nếu là công việc của một mình sẵn sàng sẽ bỏ để mà mình đến với người yêu của mình. Tuy nhiên có những cái công việc ví dụ đặc thù của Tường với Đạt đi, là phục vụ người khác. Và cái công việc của mình nó phụ thuộc với bao nhiêu đây người nè. Nói để các em hiểu. Nếu bây giờ mà người nhà của chị, người thân của chị có bị cái gì chị cũng không về được. Phải làm xong mới được về. Yêu nhau mình cũng phải thông cảm. Mình đừng bắt ép nhau, chèn nhau vào chỗ khó. Nhưng mà chị là rõ ràng là tình yêu là quan trọng nhất. Mình phải xác định rõ để cho làm sao quan trọng là đối phương phải hiểu được rằng người ấy là quan trọng nhất với mình là được. Em muốn hỏi hai anh đó là nếu mà ảnh bắt gặp em với nhiều người con trai khác đó, thì anh cảm thấy như thế nào? Em cái này hỏi chắc hai em anh. Xin phép trả lời. Rồi. Thực sự thì anh không bao giờ anh quá là bận tâm đến những cái mối quan hệ với khác giới của em với lại bạn bè hoặc là ở chỗ làm hoặc là ở chỗ trường học. Cái tình yêu thì hai người khi ở với nhau sẽ hiểu tính của nhau và những cái chuyện đấy thì nó khá là bình thường. Nhưng mà mình giữ khoảng cách là chỉ là đồng nghiệp thôi. Tôi cũng nhiều bạn đồng giới đó, khác giới lắm. Tôi không thích kiểu khoảng cách. Trả lời đi kia. Ai cũng sẽ có một cái khoảng không gian riêng dành cho mình. Đối với bản thân anh cũng vậy. Nếu khi mà anh đã tin tưởng ai mà là bạn ấy đã cho anh cái niềm tin ấy, thì anh tin tưởng bạn ấy gần như là tuyệt đối. Anh không muốn nghe người khác nói lại với anh rằng là ở thế nào kia. Bởi vì anh không để ý cái chuyện câu chuyện đó. Mà anh là người mà đang sống với em đó. Tại vì hai đứa mình đang là của nhau. Nếu anh muốn tìm hiểu đó thì anh sẽ là người hỏi em. Hết chưa? Rồi. Dài rồi ha. À. Một cái cuối cùng nữa đi, là mỗi chàng trai chúng ta hãy chủ động đứng lên, bước sang xin phép nắm tay lần lượt từng cô gái một để mình kiểm tra, mình check lại một lần nữa cảm xúc của cái sự va chạm hoặc muốn nói gì thêm nữa thì nói trước khi chúng ta về chỗ mình và bấm nút, được chưa? Yeah. Rồi, mời. Các bạn, em xin dành tặng tùy em trái tim này luôn. Nè, mang có một quả. Còn có nắm tay hồi hộp gì trời. Có nói gì không à? Ông bối rối, ông không biết nói gì cả. Không xin phép về chỗ nữa. Em đứng hai gần hai bạn đi, em run quá, tim đập nhanh. Rồi thôi về đi để xỉu. Cơ hội đến rồi đó. Cho anh được xin phép nắm tay em được không? Những điều mà anh vừa cái chia sẻ cái gu bạn gái của anh ấy, thì anh muốn là một cái người mà thích lâu ăn này, có cùng gu ăn mặc với anh này, và hơi trẻ con một xíu. Tại vì anh rất là thích chiều bạn gái ấy. Thì em cảm nhận rằng là em đang cảm thấy là 100% thì em đang cảm nhận là em có bao nhiêu phần trăm trong cái số đó? 100% luôn hả? Dạ. Ok, anh cảm ơn nhé. Dạ. Dạ. Anh nắm tay em nhé. Đấy, anh cũng muốn hỏi em cái câu hỏi mà anh vừa hỏi bạn gái đỏ ấy. Thì anh cũng muốn cái mẫu bạn gái của anh ấy. Dạ. Thì thích nấu ăn, thích ăn mặc, và hơi trẻ con một xíu. Dạ. Thì em cảm nhận là 100% thì em có bao nhiêu phần trăm trong cái số đó? Tương đối thôi ạ. Tương đối. Dạ. Rồi, cảm ơn. Bây giờ tôi nhắc lại một lần nữa. Mỗi người đến với tham gia chương trình đều có hai cơ hội như nhau. Hãy làm theo đúng trái tim mình mách bảo, hay đúng cảm xúc của mình. Không phải vì lịch sự, không có vì bất cứ một cái gì cả, không vì ai hết. Mà hãy đúng, sống đúng với con người của mình. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Bây giờ tất cả các bạn hãy hướng mặt về phía trước, nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng nói của con tim mình. Đây là chương trình ghép đôi thần tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất
Bây giờ các bạn sẽ đưa ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 4 3 2 1 Bây giờ em cần một bạn gái có thể chia sẻ với em trong công việc cuộc sống. Vậy thôi. Thứ nhất là Tuấn là vậy là dễ nhìn á. Cái thứ hai là cao hơn em. Vậy thôi. Dễ nhìn cao hơn là được rồi. Thứ nhất là đam mê về nấu ăn cùng em. Và cái gu ăn mặc cũng tựa tựa giống em. Em thích là bạn gái em nó phải cá tính một tí và phải hơi trẻ con một xíu. Đàn ông trưởng thành một xíu, có thể chiều chuộng em một chút xíu. Và quan trọng là phải chủ động mà. Và bấm. Ba cái màu đỏ. Vì sao em không bấm? Em cảm thấy là giữa em và hai bạn chưa có đủ đúng không? Khoảng thời gian gặp nhau trên sân khấu chưa có đủ. Cái tim tăng vỡ, cảm xúc em bây giờ như thế nào? Có xin lỗi con gấu không à? Không ạ. Em rất là hồi hộp. Em nghĩ là bạn nam bên này có nhiều thứ. Mỗi người đều có những giá trị riêng. Cái quan trọng ở đây là em chưa phát huy, chưa thể hiện và chưa nắm bắt kịp cơ hội. Có thể là lần này em hơi nhút nhát, em chưa thể hiện. Nhưng mà chị thấy là em rất là bản lĩnh là sao cũng dám làm những cái điều mình muốn, có cái sự quyết đoán của mình trước khi đưa ra cái kết quả. Và có thể mình biết rằng đối thủ cạnh tranh của mình mạnh nhưng mình vẫn được làm cái điều mình muốn, vậy là tốt rồi. Nhưng mà chia buồn với em hôm nay là chưa được, là tại vì bạn nữ ghế đỏ đã bấm nút của bạn ghế đỏ luôn rồi. Như vậy thì chúc mừng cho một chút mừng ghế đỏ quá vậy cưng. Kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta quen biết nhau tại chương trình. Cho anh xin phép hôn lên má được không? Chen chi vậy? Nhớ là cô đó thích chủ động nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và chương trình hôm nay dành cho cặp đôi thành công, mỗi bạn là một phần quà nhỏ rồi xin gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple vừa ra mắt của MCV với những tính năng nâng niu tình yêu giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau nhiều hơn. Và xin gửi tặng cho mỗi bạn là một phần sản phẩm cốt bún riêu của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Và đối với cặp đôi không thành công, đừng lo, chương trình cũng dành tặng cho các bạn một phần quà, đó là gói Ruby của ứng dụng Speak Couple, một ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh và thân thiện, thì giúp các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Và trong ứng dụng này các bạn sẽ được tư vấn bởi ông Mai và bà mối duyên dáng lắm nha. Và các bạn ơi, hãy đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng NetLove. Hãy truy cập ứng dụng NetLove để được đăng ký tham gia chương trình nhanh nhất nha. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Ứng dụng Speak Couple đã chính thức có mặt trên App Store và Google Play. Hãy nhanh tay download để tham gia cộng đồng Speak Couple đang có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đang chờ đón các bạn đó. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ chương trình ghép đôi thần tốc được phát sóng vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị.